chương 3420, cùng bọn họ liều mạng. Nguyệt ma tộc làm như thế, là muốn đưa bọn họ bố y tộc ép vào tuyệt lộ. Dường như biết bố y tộc nhân do dự, Nguyệt ma tộc cao thủ quát lạnh bố tạp tộc trưởng, người còn đang chờ cái gì? Ta để cho ngươi làm như thế, là vì cứu các người bố y tộc, các người bố y tộc nhân hôm nay đầu nhập vào ta Nguyệt ma tộc, chẳng lẽ còn muốn trần trừ phải không? Ngươi cũng quên, một khi người bố y tộc phản bội nhân tộc, đầu nhập vào ta ma tộc, hãm hại mấy đại thế lực tin tức truyền đi, các ngươi đối mặt đúng là kết quả gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ các ngươi bố y tộc bị diệt tộc sao? Chuyện này, bố tạp tộc trưởng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn biết, chính mình đầu nhập vào ma tộc một khắc kia trở đi, cũng đã đi lên một cái đường không về. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thôi, a à, bố tạp tộc trưởng nét mặt lộ ra một chút điên cuồng, cắn răng nói mở thất tuyệt sát trận. Kèm theo một trận chấn động mãnh liệt, toàn bộ sơn cốc phảng phất đều có thể đảo lộn một dạng có không ít tu vi thấp người thậm chí cũng đứng bất ổn thân thể một cái lảo đảo té ngã trên đất dần dần từng đạo ánh sáng màu đen theo bố y tộc nhân trong cơ thể bay lên những thứ này hắc quang tiếp liền cùng một chỗ tại sơn cốc trong mặt đất trong nháy mắt bắn ra ngoài nhưng phàm là bị ánh sáng màu đen nhiễm phải người lập tức ở trên mặt đất phát ra thống khổ gào thét sau một lát trong cơ thể thánh nguyên bạo liệt trong nháy mắt chết thảm đây cũng là thất việt sát trận âm ngoan chỗ kinh khủng chỉ cần bị nhiễm trong cơ thể thánh nguyên liền sẽ cuồng bạo, cuối cùng đưa tới thánh nguyên vỡ nát, cho dù một ít tu vi cao nhân cũng phải chú ý chống lại. Nhưng tương tự, thi triển như thế đại trận phí tổn cực cao, bố y tộc nhân cần hiến tế chính mình sinh mệnh chi lực, dùng chính mình sinh mệnh bản nguyên, đến đưa tới như thế đại trận, rối loạn rất nhiều cao thủ trong cơ thể thánh nguyên cùng phép tắc. Muốn thi triển thất tuyệt sát trận tất nhiên phải trả ra thê thảm đại giới. Theo thất tuyệt sát trận kích hoạt, các đại thế lực không ít cao thủ đều chết thảm trong, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, Mọi người đều là đang tránh né đáng sợ kia ánh sáng màu đen. Ha ha, được, chết được được, các ngươi mấy đại thế lực còn muốn phản kháng, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nguyệt Ma tộc cao thủ nhìn từng cổ một xác chết ngã xuống, sắc mặt đều đỏ nhuận một chút, nét mặt phấn khởi quát lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi như thế nào đối phó thất tuyệt sát trận, ở nơi này thất tuyệt sát trận xuống, các ngươi chắc chắn phải chết. Nguyệt Ma tộc cao thủ đối bố y tộc thất tuyệt sát trận có thể nói là dị thường tự tin. Kết hợp Hắn Nguyệt Ma tộc cao thủ, hắn tin tưởng lần này nhân tộc mấy đại thế lực tất nhiên toàn quân bị diệt, hồi phi yên diệt. Hắn càng thêm tin tưởng không có người có thể bài trừ được thất việt sát trận, đây chính là bố y tộc hiến tế sinh mệnh tạo thành đại trận, biện pháp duy nhất chính là chờ đợi bố y tộc nhân trong cơ thể sinh mệnh chi lực tiêu hao hết, mà đến lúc đó đã không biết chết bao nhiêu người, cũng đã đạt thành ý hắn. Về phần đến thời điểm bố y tộc nhân chết bao nhiêu thì không phải là hắn quan tâm bởi vì bố y tộc nhân ngoại trừ đầu nhập vào hắn, đã không có hắn con đường. Có thể hủy diệt nhân tộc mấy đại thế lực, điều này làm cho nguyệt ma tộc trong lòng, cao thủ phi thường thỏa mãn, đây chính là một hồi đại công tích, chờ trở lại trong ma tộc, chắc chắn thụ đến uyên ma tộc khen, thậm chí được đến hắc ám chi lực ban tặng. Đáng chết, bố tạp tộc trưởng, nhanh chóng triệt thất việt sát trận, ta cam đoan, người bố y tộc nhân đều có thể mạng sống. Chiến Vương tông chủ khí sắc dữ tợn, gào thét nói ra. Cái này đã tương đương với làm ra thỏa hiệp, lúc đầu bọn hắn lần này nếu là có thể chạy thoát thân, nhất định phải đem phản bội toàn bộ bố y tộc nhân tất cả đều chém giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng bởi thất tuyệt sát trận xuất hiện để cho mấy đại thế lực không thể không thay đổi tính toán. Ha ha, bố y tộc nhân đều có thể mạng sống. Nguyệt ma tộc cao thủ hài hước cười nói, nhân tộc người, loại thời điểm này, các ngươi liền đừng nói những thứ này nữa ngây thơ nói, theo bố y tộc đầu nhập vào ta tộc một khắc kia trở đi, bọn họ tự không khả năng trở lại từ đầu, ngoan ngoãn chờ chết đi bố y tộc nhân cũng đều im lặng không lên tiếng dường như căn bản không có đem mấy đại thế lực điều kiện nghe vào chỉ là điên cuồng thiêu đốt tánh mạng mình phải sớm nhật đem mấy đại thế lực triệt để chém giết đúng như nguyệt ma tộc cao thủ chỗ nói bọn họ theo phản bội một khắc kia trở đi cũng đã không có khả năng trở về nếu như bọn họ loại thời điểm này trở lại từ đầu nhân tộc thật sẽ bỏ qua cho bọn họ bọn họ đã phản bội qua một lần không có khả năng lại phản bội một lần sở dĩ bọn họ chỉ là im lặng không lên tiếng với lại điên cuồng thôi động thất việt sát trận bởi vì chỉ có mấy đại thế lực người chết ánh sáng hoặc giả thần phục bọn họ mới có thể dừng lại thất việt sát trận mà dạng bọn họ bố y tộc nhân mới có thể chết ít một chút a à, một cái bố y tộc cao thủ lúc này đột nhiên bốc cháy lên cả người trong nháy mắt hóa thành bụi phấn sức sống triệt để dung nhập vào thất việt sát trận trong tạp nam lập tức có bố y tộc nhân phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét Tạp Nam hiển nhiên là bởi vì thôi động thất tuyệt sát trận, sinh mệnh tiêu hao hầu như không còn mà ngã xuống, đây cũng là thất tuyệt sát trận tác dụng phụ, nhưng là bọn họ không có biện pháp, cho dù chết, cũng chỉ có thể điên cuồng thôi động thất tuyệt sát trận. Cùng bọn họ liều mạng, nhìn thấy một màn này chiến vương tông chủ đám người nét mặt dung một cái, từng cái cắn răng liều mạng, bọn họ cũng đều biết, bố y tộc không có khả năng không hạn chế thôi động bên dưới đại trận đi, chỉ cần cho toàn bộ bố y tộc nhân trong cơ thể sinh mệnh chi lực tất cả đều tiêu hao hầu như không còn, như vậy bọn họ thì có hy vọng còn sống sót. Thế nhưng, bọn họ thật có thể cùng đến lúc đó sao? Mà ở chiến vương tông chủ bọn họ điên cuồng lúc đang chém giết sau, U Thiên Tuyết cùng đao vương mộ chi phong cũng xa vào trong nguy cơ, kinh khủng kia thất việt sát trận cũng cho bọn họ mang đến không ít phiền toái, nếu như không phải bằng vào U Thiên Tuyết đáng sợ linh giác, có lẽ đều đã bỏ mạng ở ở đây. Thiếu phu nhân, tiếp tục như vậy nữa không được, đao vương mộ chi phong sắc mặt tái xanh nói ra, hôm nay mấy đại thế lực người liên tục ngã xuống, tiếp tục nữa, bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. Bây giờ muốn chạy đi, gần như không có khả năng, Trần, người đến ở đâu? U Thiên Tuyết quanh thân oanh nhiễu từng đạo trí âm chi lực, toàn bộ tới gần nguyệt ma tộc người không thể chịu đựng trên người nàng khí tức, trong lúc nhất thời ngược lại vẫn tính an toàn, nàng lợi dụng khi khe hở ngắm nhìn bốn phía, chân mày cũng là nhíu chặt không thôi. Cổ quái, vì sao ta cảm giác trong sơn cốc này khí tức, tại không ngừng trôi qua, dường như đi một chỗ nào đó một dạng. U Thiên Tuyết nghi ngờ trong lòng trong sơn cốc này đã chết rất nhiều người nhưng trong sơn cốc pháp tắc chi lực nhưng cũng không nhiều thậm chí huyết tinh khí đều cũng không nồng nặc phản phất tại không ngừng trôi qua không có ai biết tại mấy đại thế lực cùng ma tộc người trong sơn cốc biên cuồng lúc đang chém giết sau sơn cốc này phụ cận một chỗ trong động quật hỏa ma đan thánh chính khoanh chân ngồi ở chỗ này dưới người hắn có một cái quỷ dị đại trận màu đen đại trận màu đen không ngừng lưu chuyển lấy từ trong dâng lên kinh người huyết khí cùng phép tắc lực lượng liên tục dung nhập vào hỏa ma đan thánh trong thân thể. Rõ là thoải mái a, à, kiệt kiệt kiệt, các ngươi giết đi, tiếp tục giết đi, các ngươi giết càng kịch liệt, bản tỏa khôi phục thì càng nhiều. Hỏa ma đan thánh trong miệng phát ra giữ tận tiếng cười, đây chính là đem hỏa ma đan thánh đoạt xá hồn ma tộc tôn giả. Chương 3421, nhìn thấy người quen cũ. Linh hồn hắn trọng thương, có thể nói là hấp hối, tuy là đoạt xá hỏa ma đan thánh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách hoạt động vừa lúc có thể thôn vệ những thứ kia ngã xuống cao thủ linh hồn cùng khí huyết, đã bọn họ pháp tắc chi lực, đến tu phục bản thân lực lượng. Mà ở này hồn ma tộc tôn giả liên tục thôn vệ trong sơn cốc khí huyết thời điểm, đột nhiên thì, hắn mày nhân lại đến, trong ánh mắt lộ ra vẻ dử tợn là hắn, đáng chết này ra hỏa, cư nhiên tới. Chỗ xa kia trong sơn cốc, nhất đạo thân ảnh màu đen đột nhiên hướng sơn cốc chỗ nhanh chóng chạy đi. Hử, có một cổ khí tức đang ở chạy tới, là ai? Ngay mấy đại thế lực điên cuồng chống lại, gian nan cầu sinh thời điểm, đột nhiên có người dám thụ đến một cổ khí tức chính hướng ở đây chạy tới, này làm cho mấy đại thế lực cùng ma tộc người cả kinh, ào ào hướng hơi thở kia truyền đến chỗ nhìn lại. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì trong sơn cốc này là phong bế, căn bản không có cửa vào cùng cửa ra, có thể này nhất đạo khí tức nhưng ở nhanh chóng tiếp cận, chẳng lẽ là có cái gì thông đạo ở phụ cận đây. Với lại đối phương lại hiện tại mới tới gần, chẳng lẽ là tiếp thu truyền thừa thông đạo cao thủ, lại hoặc là nói, đúng là bí cảnh trong chỗ lưu lại đến đan đạo đại năng thủ đoạn nào đó. nghĩ tới đây, song phương ánh mắt đều là ngưng lại, bởi vì này thời điểm này một cổ lực lượng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cục diện biến hóa. mấy đại thế lực trong lòng cầu khẩn, đến ngàn vạn là bọn hắn mấy đại thế lực người, dù chỉ là một cái tán tu cao thủ, nhưng hắn theo bên ngoài sơn cốc xuất hiện, lại có thể trực tiếp xuất hiện tại thất việt sát trận ở ngoài liền A có khả năng phá hoại bố y tộc thất việt sát trận, chỉ cần thất việt sát trận vừa vỡ, bọn họ mấy đại thế lực liền có sinh hy vọng, bằng vào ma tộc căn bản là không có cách giết chết tất cả mọi người bọn họ. Nhưng nếu như tới là ma tộc người, như vậy thì xong, lúc đầu ma tộc liền chiếm thượng phong, nếu còn có cao thủ ma tộc đến đây, ngược lại sẽ đưa tới bọn họ tan vỡ nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, song phương trong lòng đều là tâm thần bất định vạn phần. Xích phiêm, U Thiên Tuyết mấy người cũng đều khẩn trương nhìn sang, đao vương mộ chi phong lẩm bẩm nói chẳng lẽ là thiếu gia không đúng chỉ là này một cổ khí tức sau khi đến gần mấy đại thế lực sắc mặt người đều biến bởi vì này một cổ khí tức không gì sánh được âm lãnh lại cùng ma tộc hết sức cùng loại mà đao vương mộ chi phong cũng khí sắc trong nháy mắt khó xem không phải thiếu gia căn bản không có thiếu gia linh hồn khí tức u thiên tuyết nguyên bản chờ mong ánh mắt cũng biến thành thất vọng trong lòng tràn ngập vẻ lo lắng ngược lại nguyệt ma tộc trong xích phim trên mặt lộ ra mừng như điên Hắn nguyệt ma tộc cao thủ cũng ào ào mặt lộ nụ cười, bọn họ đã cảm thụ được đối phương trên thân cường hãn ma khí lực. Là Hỏa Ma Đan Thánh Đại sư, vẫn là Ma Lệ công tử, rất nhiều nguyệt ma tộc cao thủ đều khẽ cười. Sau một khắc, bên ngoài sơn cốc, nhất đạo hư vô thông đạo xuất hiện, bá, một cái hắc y nhân xuất hiện ở trong sơn cốc, đúng là Ma Lệ. Ha ha, là Ma Lệ công tử, Ma Lệ công tử cư nhiên thông qua truyền thừa thông đạo an toàn đi ra. Các ngươi cảm thụ được không thế? Mà lệ công tử trên thân khí thức dường như biến, ngay cả ta đều cảm thấy nhẹ nhẹ hoảng sợ, hắn tại truyền thừa trong thông đạo phát sinh cái gì. Rất nhiều nguyệt ma tộc cao thủ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì ma lệ tu vi lại đã đột phá đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới, cần biết trước tiến vào thông đạo trước, hắn vẫn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Đây cũng thôi, để cho bọn họ kinh ngạc là, lúc này ma lệ, lại cho bọn hắn một loại hết sức cảm giác đáng sợ, trong mơ hồ, đối với bọn họ linh hồn đều xuất hiện một chút áp bách. Có thể điều này sao có thể chứ? Coi như là Ma Lệ có đột phá, cũng chỉ là trung kỳ thánh chủ, sao cho bọn hắn mãnh liệt như vậy áp bách cảm giác? Người tới chính là ở đó không gian truyền thừa trong luyện hóa hồn ma tộc tôn giả một chút linh hồn chi lực, Tu Vi được đến đột phá Ma Lệ. Hắn tu vi mặc dù chỉ là đột phá đến trung kỳ thánh chủ, so sánh trong sơn cốc một ít hậu kỳ thánh chủ thiếu rất nhiều, có qua vẫn thần ma vực truyền thừa, cùng với luyện hóa hồn ma tộc tôn giả cao thủ một chút linh hồn hắn ở một phương diện khác đã xa xa ngự chỉ tại đây không ít người trên. Với lại, luyện hóa hồn ma tộc tôn giả một chút linh hồn hắn, hướng về phía bí cảnh một ít thông đạo cùng cơ quan, cũng đều hết sức giải khai. Thấy trong sơn cốc đại chiến, ma lệ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhanh chóng quét mắt sơn cốc bốn phía, trong ánh mắt hiện lên một chút tối tăm vẻ, phạch một cái, cư nhiên coi nhẹ này thất biệt sát trận, trực tiếp tiến vào trong sơn cốc, đi tới nguyệt ma tộc trong. Ha ha ha, ma lệ công tử, đúng là thiên tư phi phàm, cư nhiên sông qua này viễn cổ đan đạo đại năng truyền thừa nhìn lại ta nguyệt ma tộc lại muốn tăng thêm một cái thủ lĩnh nguyệt ma tộc cao thủ thấy phe mình có cường giả tức khắc cười to nói mà mấy đại trong thế lực thấy ma tộc trong lại một tôn cao thủ hơn nữa còn là một cái thông qua truyền thừa thông đạo cao thủ khí sắc ảo ảo biến sắc từng cái trong lòng sợ hãi trầm xuống xuống ngược lại u thiên tuyết thấy ma lệ sau không khỏi sửng sốt tại sao là hắn u thiên tuyết kinh hô thành tiếng khó có thể tin nói Nàng và ma lệ từ lúc ngũ quốc chỗ thời điểm thì có qua giao tiếp, một cái liền nhận ra ma lệ. Thiếu phu nhân, người biết này ma tộc người. Đao vương mộ chi phong kinh ngạc nói. U thiên tuyết gật đầu, cao mày, nhưng không có giải thích, chỉ là trong lòng kinh ngạc, vì sao ma lệ lại ở chỗ này, bất quá nhưng ma lệ xuất hiện trong nháy mắt, đồng thời được biết hắn cũng tiến vào truyền thừa thông đạo sau. U thiên tuyết trong lòng tuy là kinh ngạc, có thể cư nhiên hiện ra vẻ kích động cùng mừng rỡ. Nàng này không phải là bởi vì thấy ma lệ mà kích động, mà là bởi vì nếu như ma lệ có thể yên ổn theo truyền thừa trong thông đạo sống sót trở về, như vậy tần trần cũng nhất định có thể. Trần hắn khẳng định còn sống, bạch, ma lệ tiến vào nguyệt ma tộc trong sau, vẫn chưa trả lời nguyệt ma tộc người nói, mà là đi thẳng tới xích viêm phía trước. Ma lệ, xích viêm kích động nói, hắn có thể cảm nhận được ma lệ trên thân khí thức biến đáng sợ rất nhiều, trong lòng không khỏi kích động vạn phần. Sư tôn ta hỏa ma đan thánh trở về sao? Ma lệ câu nói đầu tiên, chính là hỏi thăm hỏa ma đan thánh tung tích, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc cùng lạnh lùng. Xích viêm sững sờ xuống, lắc đầu nói, còn không có. Ma lệ mày nhíu lại sâu hơn, hắn mắt nhìn cả tòa sơn cốc, trong ánh mắt hiện lên một chút vẻ lo lắng, lập tức đối xích viêm đạo chuẩn bị một chút, theo ta rời đi nơi này. Sau đó ma lệ xoay người hướng về phía nguyệt ma tộc người nói các ngươi cũng mau ly khai ở đây. Ở đây nguyệt ma tộc người tất cả đều sừng sốt, trong một cái nguyệt ma tộc cao thủ cao mày nói ma lệ công tử ngươi làm cái gì vậy hiện tại hỏa ma đan thánh đại sư còn chưa có trở lại chúng ta đã vây khốn những này nhân tộc cao thủ hà tất vội vã rời khỏi chỉ cần đem những này nhân tộc chém giết nơi đây sẽ trở thành ta ma tộc tiến công nhân tộc một cái cứ điểm tiến công vốn có ý nghĩa trọng yếu ma lệ lắc đầu cười lạnh nói chém giết những này nhân tộc ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật nắm giữ tình thế sao ma lệ một bên cười lạnh bình thường hướng nhân tộc bên kia quét mắt một vòng này nhìn qua, hắn bỗng dưng thấy một cái dung nhan tuyệt mỹ, không khỏi cả người run một cái. Tại sao là nàng, ma lệ trợn to trong mắt, không tự chủ được run một tí. chương 3422, nói tận hơn thế. Ma lệ làm sao cũng thật không ngờ, chính mình vậy mà sẽ ở trong thung lũng này thấy u thiên tuyết. Hắn mặc dù biết trước đây tần trần hủy diệt thiên giới khách tới sau, thiên vũ đại lục tần trần đám người, đã sớm cũng đã tiến vào thiên giới trong, nhưng khi hắn tại thiên giới thấy u thiên tuyết trong nháy mắt, vẫn là ngẩn người một chút, trong ánh mắt bản năng hiện lên một nét sợ hãi. Không có cách nào tần trần cho hắn bóng ma thật sự là quá lớn, năm đó ở cổ nam đô thời điểm, chính là tần trần đánh bại hắn, đoạt được hỗn độn ma xào kim sắc ký sinh hạt giống, mà hắn chỉ là được đến ngân sắc ký sinh hạt giống mà thôi. Từ đó về sau, hắn liền đem tần trần làm thành mục tiêu, khắp nơi cùng tần trần đối kháng, có ai nghĩ được, chỉ cần là hắn và tần trần cùng nhau tại địa phương, liền chưa từng có thắng nổi đối phương. Có một đoạn thời gian, Ma lệ thậm chí cảm giác mình thiên sát cô tinh một dạng, nhất định là cái không may. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể về sau hắn phát hiện, chỉ cần tần trần không ở chỗ, hắn và xích viêm lại chưa từng có gặp qua thất bại, thậm chí trước đây hắn ngoài ý tiến vào ma giới, tại vẫn thần ma vực trong giấy rụa cầu sinh, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí liên tục được đến truyền thừa cùng bảo vật sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình cũng có thể trở thành nhân vật chính, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tần trần không ở. Bởi vậy hôm nay thấy U Thiên Tuyết, trong lòng bản năng liền bao trùm lên vẻ lo lắng, sâu trong linh hồn cũng không nhịn được run run một tí. Thấy ma lệ cử chỉ cổ quái sau, nguyệt ma tộc cao thủ trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, ào ào quay đầu, ánh mắt rơi vào ma lệ nhìn lại phương hướng, ngay lập tức sẽ thấy U Thiên Tuyết cùng đao vương mộ chi phong. Nguyệt ma tộc đầu lĩnh cao thủ cao mày nói, ma lệ công tử, người biết nhân tộc nữ tử. Không chỉ có là nguyệt ma tộc trong lòng cao thủ nghi hoặc, Chiến vương tông chủ cùng hư không đạo phỉ bọn họ thấy này mới tới cao thủ ma tộc nhìn thấy U Thiên Tuyết, tự nhiên sợ đến run một cái sau, cũng ảo ảo hồ nghi nhìn U Thiên Tuyết. Nếu như không phải bọn họ chính đang ở trong nguy cơ, bọn họ thậm chí đều có thể tiến lên hỏi thăm U Thiên Tuyết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Không nhận biết, nghe được Nguyệt ma tộc hỏi thăm, ma lệ vội vàng lắc đầu, cùng xích phiêm liếc nhau, xích phiêm trên mặt cũng lộ ra cười khổ, truyền âm nói, ma lệ, ta trước kia cũng bị U Thiên Tuyết dọa cho giật mình, nghĩ không ra chúng ta cư nhiên có thể ở gặp ở nơi này, ta hiện tại lo lắng nhất chính là Tần Trần cũng ở nơi đây. Tần Trần, Ma Lệ nghe được cái tên này, ánh mắt chỗ sâu bản năng hiện lên một chút kinh sợ, còn đang đột phá, trong đầu hắn như là có một tia điện hiện lên, chợt vang lên hồn ma tộc tôn giả trước đây đoạt xá mình nói. Đáng hận a, à, vừa mới nếu không phải tiểu tử kia trọng thương ta linh hồn, bản tôn há có thể sợ ngươi. Hồn ma tộc tôn giả thanh âm tại Ma Lệ trong đầu rõ ràng quanh quẩn lúc đó ma lệ còn nghi hoặc có thể để cho hồn ma tộc tôn giả thụ thương đồng thời xưng là kia tiểu tử ra hỏa là ai lúc này chờ tỉnh mộ lại hồn ma tộc tôn giả theo như lời cũng sẽ không là tần trần chứ cái ý niệm này vừa ra ma lệ trong lòng trong nháy mắt liền khẳng định xuống kháo tuyệt đối là hắn ngoại trừ tần trần hắn căn bản không nghĩ ra được còn có cái gì người tuổi trẻ có thể hãm hại đến hồn ma tộc tôn giả nhưng nếu như là tần trần nói ma lệ trong nháy mắt liền cảm thấy không thể bình thường hơn được yêu nghiệt này coi như đem hồn ma tộc tôn giả ăn sống mình cũng tin a à. Nhớ năm đó hắn và tần trần liền võ tông đều không phải lúc, đã bị dị ma tộc bản nguyên trí bảo hỗn độn ma xào trồng xuống ký sinh hạt giống, dùng đến khống chế bọn họ linh hồn. Mà hắn bằng vào ma tộc linh hồn, ngăn cản dị ma tộc xâm phạm, có thể tần trần, chỉ là một cái nhân loại, cư nhiên cũng sắp kia kim sắc ký sinh hạt giống luyện hóa, ma lệ về sau làm sao đều không nghĩ ra. Đây vẫn chỉ là trong một trong, về sau trải qua rất nhiều sự tình, đều cho ma lệ đối tần trần cảm thấy nhẹ nhẹ không nói gì, phảng phất chỉ cần ở đó tần trần phía trước, chuyện gì đều có thể giải quyết dễ dàng đồng dạng. Nếu như nói còn có ai so với hắn càng có thể âm đến hồn ma tộc tôn giả nói, tần trần tuyệt đối là trong một cái. Nói như vậy, tần trần cũng ở đây bí cảnh trong. Nghĩ tới khả năng này, ma lệ tức khắc sợ giật mình. Xa xa, U Thiên Tuyết khi nhìn đến ma lệ sau, mắt sáng lên, do so dự một chút, không nhịn được đi tới trước đặc biệt thấy ma lệ cùng xích viêm đứng chung một chỗ, U Thiên Tuyết cũng trong nháy mắt nhớ tới, trước truyền âm cho chính mình, để cho mình rời đi nơi này không gì sánh được thanh âm quen thuộc là ai, dễ nhận thấy chính là ma lệ bên cạnh xích viêm ma quân. Chẳng trách mình cảm thấy không gì sánh được quen thuộc, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới. Tuy là U Thiên Tuyết cùng ma lệ giữa cũng không có đánh qua quá nhiều giao tế, thậm chí ma lệ cùng xích viêm vẫn cùng ma tộc người ở cùng một chỗ. Nhưng suy nghĩ đến tần trần an nguy, U Thiên Tuyết vẫn là không nhịn được đi ra phía trước, gấp rút muốn hỏi thăm Tần Trần An Nguy tới. Có ai nghĩ được, thấy U Thiên Tuyết muốn lên đến, ma lệ tức khắc sợ giật mình, khí sắc sám ngắt, khóe mắt đều giật giật. Đi, xích viêm, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ma lệ hướng về phía xích viêm nói một câu, sau đó quay đầu hướng về phía nguyệt ma tộc cao thủ nói, chư vị, ta khuyên các ngươi vẫn là lập tức rời đi ở đây. Giọng nói rơi xuống, ma lệ trên thân lập tức dâng lên một cổ lực lượng quỷ dị, bá, tay phải hắn mang ra, trước mắt hư không lại bị mở ra một cái lối đi, mà ma lệ mang theo xích viêm, lúc này sẽ tiến vào lối đi này trong. Nguyệt ma tộc cao thủ lộ ra vẻ kinh ngạc, dễ nhận thấy có một ít ngoài ý muốn ma lệ cư nhiên có thể ở trong sơn cốc này mở ra thông đạo, có thể vẻn vẹn chỉ là do dự một chút, này nguyệt ma tộc cao thủ cũng đã xuất hiện tại ma lệ trước người, ngăn lại hắn, cao mày nói, ma lệ công tử, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta lập tức phải đem những này nhân tộc chém giết, triệt đề trường khống ở đây, nhưng bây giờ muốn chúng ta rời khỏi, dù sao cũng nên có một ít lý do chứ. Với lại ngươi sư tôn hỏa ma đan thánh cũng đều còn chưa có đi ra, gấp như vậy rời khỏi, chẳng lẽ không sợ ngươi sư tôn trừng phạt sao? Ma lệ thấy người này ngăn lại chính mình, tức khắc cao mày nói nói, cái khác ta không nói nhiều, ta chỉ có thể nói, cái này bí cảnh cũng không có các ngươi tưởng tượng ra đơn giản như vậy, đây là một cái cạm bẫy, một cái viễn cổ đại năng cạm bẫy, chúng ta bây giờ chỗ sơn cốc, là vì kia đại năng bố trí một cái luyện hóa đại trận, hiện tại vì kia đại năng lúc nào cũng có thể xuất hiện, còn sư tôn. Ma lệ lắc đầu, hắn vẫn là không hiện ra được, nếu là hắn thật xuất hiện, có lẽ ngay cả ta đều chạy không được, được, nói tận hơn thế, còn các người có tin hay không, ta thì quản không được, cáo từ. Vừa nói, ma lệ lôi kéo xích viêm tay sẽ tiến vào thông đạo. Viễn cổ đại năng cảm bấy, ma lệ công tử, người đến lại nói cái gì? Nguyệt ma tộc cao thủ ngăn lại ma lệ, cao mày nói ra, trong lòng có rất nhiều nghi vấn tránh ra, ma lệ nơi nào còn có tâm tình cùng hắn giải thích, hắn đã đem sự tình nói ra, coi như là báo đáp này nguyệt ma tộc ban đầu ở ma giới trong chiếu cố tình, về phần khác hắn cũng không có cần thiết cùng đối phương nói. chương 3423, lưu một người sống. Ma lệ quát lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, tức khắc một cổ lực lượng quỷ dị tịch quyển đi ra, nguyệt ma tộc cao thủ biến sắc, lại phát hiện trong sơn cốc này không hiểu có một cổ lực lượng bài xích khai chính mình. Sau đó cứ nhìn ma lệ mang theo xích viêm, phút chốc tiến vào trong thông đạo, biến mất. Ở đây nguyệt ma tộc trên mặt người tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ. Này ma lệ thật sự là quá phận, người khác cũng ào ào nhìn mình thủ lĩnh, dễ nhận thấy bọn họ cũng nghe đến trước ma lệ nói tới, muốn nhìn một chút thủ lĩnh nói như thế nào, đồng thời đại lượng nguyệt ma tộc người cảnh giác nhìn bốn phía sơn cốc. Ma lệ nói sơn cốc này là một cái viễn cổ đại năng cạm bẫy, thế nhưng căn bản không nhìn ra cái gì à. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá tuy là bọn họ cái gì đều không nhìn ra, có thể nghĩ tới đến trước đột nhiên xuất hiện quỷ dị màu đen khí tức, nguyệt ma tộc thủ lĩnh trong lòng vẫn là trầm xuống, bản năng vẫn tin tưởng ma lệ nói một bộ phận nội dung. Thế nhưng, hắn chợt lại quét mắt toàn bộ sơn cốc, bị bố y tộc nhân vây khốn nhân tộc mấy đại thế lực. Tuy là trong lòng hắn cũng mơ hồ tin tưởng ma lệ theo như lời đều là thật, thật là đưa hắn lúc này buông tha rời đi nơi này, hắn lại tràn ngập mâu thuẫn. Bọn họ nguyệt ma tộc tại trong ma tộc, chỉ có thể coi là ba bốn tuyến chủng tộc, hiện tại thật vất vả gặp phải một cái cơ hội như vậy, có thể làm cho bọn họ nguyệt ma tộc lại lần nữa trở lại ma tộc hạch tâm võ đài. Như thế cơ hội, toàn bộ nguyệt ma tộc thậm chí cả đời đều chỉ có một lần, để cho bọn họ hiện tại buông tha. Lại làm sao có thể? Với lại, trước màu đen kia khí thức tuy là đáng sợ, thế nhưng qua lâu như vậy, này màu đen khí thức cũng không có khuếch tán quá nhiều, tuy là y nguyên ảnh hưởng bọn họ linh hồn cùng bản nguyên, nhưng còn có thể chịu được. Nếu là bởi vì cái này, liền buông tha một cơ hội này, hắn đời này có lẽ cũng sẽ không tha thứ chính mình. siết này nhân loại, tốc chiến tốc thắng, còn nữa, đem nữ nhân kia cho ta bắt giữ, lưu một người sống, ta muốn biết ma lệ nhìn thấy nữ nhân này sau tại sao lại lộ ra cái loại này biểu tình. Nguyệt ma tộc thủ lĩnh hướng về phía dưới chướng cao thủ lạnh lùng nói nói, ma lệ biểu tình đưa hắn bản năng cảm thấy kỳ quái, kết hợp với chiếc ưu thiên tuyết đơn giản phá vỡ bọn họ nguyệt ma tộc lực lượng sự tình, trong lòng hắn tự nhiên đối với lần này xuất hiện nồng nặc hiếu kỳ. Vâng, chỉ một thoáng, những ma tộc này cao thủ hướng về phía mấy đại thế lực người càng thêm điên cuồng, từng cái hung hãn chém giết qua đến. Phốc phốc phốc, tiên huyết giàn rụa, từng vị cao thủ nhanh chóng ngã xuống, liên tục có người chết đi, từng đạo lực lượng vô hình rót vào sơn cốc này trong đại trận, tiến vào một chỗ trong không gian thần bí. Hư, tiểu tử kia kém điểm phá hoại bản tôn đại sự. Trong không gian thần bí, hồn ma tộc tôn giả ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói ra, ban nãy ma lệ xuất hiện, đồng thời muốn hiệu triệu mọi người lúc rời đi sau, quả thực đem hắn sợ giật mình, nếu như ma lệ thật ngăn cản trong sơn cốc chiến đấu, vậy hắn như thế nào khôi phục thực lực mình. Cũng may này ma tộc chi nhân vì lợi ích, không có rời đi. Chờ bản tôn đem ở đây những người này đều sau khi luyện hóa, ta nhất định phải tìm đến tiểu tử kia, đem hắn chém giết, linh hồn đời đời kiếp kiếp luyện, đưa hắn trong thống khổ trầm luân. Hồn ma tộc tôn giả giữ tợn nói ra, hắn nhắm hai mắt lại, Bắt đầu nhanh chóng thu nhận trong sơn cốc tinh huyết cùng sinh mệnh, từng đạo lực lượng dung nhập vào trong thân thể hắn, trong sơn cốc người chết càng nhiều, hắn tu phục thực lực tự nhiên cũng liền càng đáng sợ. Từng đạo khí tức đáng sợ, bắt đầu ở hắn bên ngoài thân chậm rãi tạo thành, liên tục oanh nhiễu lưu chuyển, tản ra cuồn cuộn khí tức tới. Nhưng lại tại hắn vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, đột nhiên tại hắn trong cảm giác, lại có nhất đạo mạnh mẽ khí tức nhanh chóng áp sát tới. Không tốt là tiểu tử kia hồn ma tộc tôn giả trong ánh mắt tức khắc nổ bắn ra đến dữ tợn mới vừa đưa đi một cái lại tới một cái thật sự là đáng hận chẳng lẽ tiểu tử kia đã đem thiên độc đan tôn toàn bộ truyền thừa đều đưa đến tay nếu không vì cái gì vội vã rời khỏi không gian truyền thừa thế nhưng thiên độc đan tôn một ít truyền thừa hắn nhanh như vậy liền có thể giải quyết hồn ma tộc tôn giả trong lòng tuy là cực kỳ không tin nhưng vẫn là lộ ra vẻ lo lắng cái này nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ tiếp tục luyện hóa xuống dưới không được, lấy tiểu tử kia nhanh trí cùng năng lực, chưa chắc không có khả năng phát hiện mánh khóe, đồng thời người này còn thu nhận chính mình đại lượng linh hồn chi lực, lúc trước nửa người nửa ma tiểu tử, đều có thể tại hấp thu chính mình bộ phận linh hồn chi lực sau, tìm được tiến vào sơn cốc cùng rời đi phương pháp, tiểu tử này liền càng không cần phải nói. Ngược lại tạm thời thu nhận lực lượng đã đầy đủ, trước ẩn giấu đi. Nghĩ tới đây, này hồn ma tộc cao thủ nhanh chóng đem chính mình luyện hóa tạm dừng, mà là thần tốc thu nhận lên đã dung nhập vào trong cơ thể mình lực lượng tới. Tuy là tần trần trước phá hoại hắn đoạt xá, nhưng ở hồn ma tộc tôn giả nhìn lại, này chỉ là bởi vì tần trần trong cơ thể có rất nhiều cực đáng sợ bảo vật cùng âm lãnh kia lực tôn vệ, cùng với có thiên độc thương hỏa giúp đỡ thôi, chỉ luận thực lực, tần trần chỉ là trung kỳ thánh chủ, tại hồn ma tộc tôn giả nhìn lại, không đáng kể chút nào. Nghĩ tới đây, hắn lúc này chuyên tâm tu luyện, nhanh chóng khôi phục thực lực mình. Hừ, đợi đến ta tu vi khôi phục một ít, đến thời điểm ta muốn gấp 10 gấp trăm lần đoạt lại thuộc về ta chính mình đồ đạc. Hồn ma tộc tôn giả hai mắt trong toát ra giữ tợn sát cơ. Trong sơn cốc, tại hồn ma tộc tôn giả dừng lại thu nhận sau, U Thiên Tuyết đột nhiên cau mày một cái, kinh nghi nói, hả? Nghe được thanh âm này, đao vương mộ chi phong không khỏi cả kinh, thiếu phu nhân, người thụ thương. Hắn ngăn ở U Thiên Tuyết phía trước, liên tục ngăn cản nguyệt ma tộc cao thủ công kích, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể lực lượng bởi vì tiêu hao, đã biến phải hết sức yếu ớt nhưng lúc này nghe được U Thiên Tuyết tiếng kinh ngạc khó tin, vẫn không khỏi được trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ là thiếu phu nhân thụ thương. Nếu là thiếu phu nhân thụ thương, vậy mình muôn lần chết đều khó khăn từ tội. Không có việc gì, chỉ là vừa mới trong sơn cốc này khí tức dường như phát sinh biến hóa, giống như không có nguy hiểm như vậy. U Thiên Tuyết cao mày nói ra, trước nàng luôn luôn cảm giác được có một cổ mơ hồ cảm giác nguy cơ anh nhiễu tại chính mình trong lòng, về sau ma lệ động tác, để cho nàng càng thêm chứng thực điểm này, có thể lúc này, này một cổ khí tức lại quỷ dị biến mất, để cho nàng rất là ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Chỉ là, tuy là này một cổ nguy cơ biến mất, có thể trên sân cục diện lại càng thêm chuyển biến xấu. Trong sơn cốc, một mảnh hỗn độn, nhân tộc mấy đại thế lực bên này đã sớm tổn thất nặng nề, toàn bộ chiến vương tông, hao tổn đã vượt qua bảy thành, còn hư không đạo phỉ nhóm thế lực cũng giống vậy, một ít tu vi yếu kém võ giả, tất cả đều chết ở bố y tộc thất tuyệt sát trận phía dưới, dư không ít cao thủ, cũng bị nguyệt ma tộc người chém giết chân chính có sức chiến đấu, bất quá lúc trước một hai phần mười. Đương nhiên, Nguyệt Ma tộc người cũng tổn thất nặng nề, nhưng so với nhân tộc mấy đại thế lực mà nói, cũng là tốt thực sự quá nhiều. Ha ha ha, chư vị, thêm ít sức mạnh, sớm ngày đem những này nhân tộc chém giết. Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh cười lạnh nói, lời ấy, tức khắc để ở trận nhân tộc không khỏi càng thêm tuyệt vọng. Trường 3424, lại có người đến. Thế nhưng, đối mặt kinh khủng như vậy ma tộc người, bọn họ lại hoàn toàn không có biện pháp chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bên cạnh đám người kia bỏ mạng ở ở đây không có một điểm biện pháp nào hư không đạo phỉ trong đại đương ra cũng khí sắc ô ám nghĩ không ra bọn họ những người này vậy mà sẽ chết ở chỗ này điều này thật sự là quá không cam lòng tâm hắn và chiến vương tông chủ đám người liếc nhau bốn phía đều là tuyệt vọng gào thét liền bọn họ đều chỉ có thể gian nan chống lại tại ma tộc công kích phía dưới không ngừng lùi lại đáng chết đều là bởi vì bố y tộc trong lòng bọn họ tràn ngập tức giận, nếu như không phải bố y tộc thất tuyệt đại trận, bọn họ sao lại bị ma tộc như vậy áp chế, ma tộc những cao thủ này chưa chắc có thể áp chế bọn họ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha, đến, đem cái nhân tộc này nữ nhân cho ta bắt. Kèm theo nhân tộc cao thủ liên tục ngã xuống, nguyệt ma tộc không ít cao thủ cũng rốt cục rảnh tay, thẳng hướng u thiên tuyết. Cút cho ta, đao vương mộ chi phong gào thét lên tiếng, liên tục ngăn cản, Hừ, chính là một cái nhân tộc hậu kỳ thánh chủ, cũng dám ngăn cản chúng ta, bố y tộc, còn không gia tăng trận pháp. Lúc này bố y tộc nhân trong, đã có không ít người cực suy yếu, nhưng nghe đến nguyệt ma tộc mệnh lệnh, bố y tộc bố tạp tộc trưởng càng thêm điên cuồng thôi động thất tuyệt sát trận, bởi vì hắn cũng biết, chỉ có mau chóng kết thúc chiến đấu, bọn họ bố y tộc nhân mới có thể còn sống sót. U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ chấn áp tại trên người hai người, trong cơ thể hai người thánh nguyên lập tức lưu chuyển đình trệ lên. Cửu cực chi thủy, U Thiên Tuyết cũng không dám, nữa dấu rốt, cửu cực chi thủy trong nháy mắt thi triển ra, đây thiên địa mẫu thủy, hai người quanh thân áp lực trong nháy mắt liền yếu bớt rất nhiều, thế nhưng y nguyên cảm thụ được không gì sánh được nặng áp lực, lại thêm nguyệt ma tộc không ít cao thủ đều tụ tập qua đến, đao vương mộ chi phong chống đỡ không được, bị một cổ ma lực xâm phạm, tức khắc khạc ra một ngụm máu tươi. Mộ lão, U Thiên Tuyết kinh hô, thiếu phu nhân, ta không sao, ta ngăn trở bọn họ, ngươi đi mau. Đao vương mộ chi phong cắn răng nói ra, lập tức ngăn trở quanh thân mấy tôn nguyệt ma tộc cao thủ, phốc phốc phốc, những cao thủ này công kích liên tục rơi ở trên người hắn, ngay lập tức sẽ ở trên người hắn thêm vào mấy đạo đen kịt vết thương. Những vết thương này trong, từng đạo đáng sợ ma tộc quy tắc liên tục thẩm thấu tới, đao vương mộ chi phong trên mặt không khỏi nổi lên từng đạo đen kịt quang mang, linh hồn đều có chút đung đưa. Mộ lão, ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới. U Thiên Tuyết ánh mắt băng lãnh, nàng cũng muốn rời đi nơi này, thế nhưng, nàng lại có thể chạy đi nơi đâu. Tại chưa thấy tần trần trước, nàng là không có trốn. Kiệt kiệt kiệt, mấy tôn cao thủ ma tộc trong nháy mắt bao vây, tuy là U Thiên Tuyết có thái âm lưu ly trí tôn truyền thừa, còn có cửu cực chi thủy bực này đỉnh cấp lực lược, có thể nàng tu vi dù sao mới trung kỳ thánh chủ, đối mặt một cái cao thủ ma tộc có lẽ còn có thể không hãi sợ, nhưng tại này thất tuyệt đại trận phía dưới, bị mấy tôn cao thủ ma tộc vây công, ngay lập tức sẽ xa vào một cái cực nguy nan tình trạng trong. Trần, người đang ở đâu? U Thiên Tuyết lầm bẩm nói. Mà ở lúc này, bá, xa xa trong hư không, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hả, đây, bố y tộc đại trận, không tốt ở đây lại có cao thủ ma tộc. Người tới chính là Tần Trần, hắn chứng kiến trong sơn cốc tình huống sau, khí sắc tức khắc biến đổi, vội vàng nhanh hơn sông lên, vẻn vẹn quen thuộc công phu, Tần Trần liền đã tới trong sơn cốc này. Lại có người đến, mà tần trần xuất hiện trong nháy mắt, chỗ khuấy động khí tức ba động, cũng trong nháy mắt kinh động trong sơn cốc rất nhiều cao thủ. Nguyệt ma tộc người cảm thụ được khí tức sau, tức khắc cười rộ lên, xem ra là hỏa ma đan thánh đại sư đi ra. Mà chiến vương tông chủ đám người sắc mặt còn lại là đại biến, trước ma lệ xuất hiện, đã để cho bọn họ rất là tuyệt vọng, thật không nghĩ đến, này ma tộc trong vẫn còn có người tại này bí cảnh trong. Trong lúc nhất thời vô tận tuyệt vọng hiện lên tại trong lòng mọi người. Chỉ có đao vương mộ chi phong trong lòng vui vẻ, thiếu phu nhân, là thiếu gia." Hắn kinh hỉ nói ra, mọi người ào ào quay đầu, liền thấy đột nhiên xuất hiện bóng người, dĩ nhiên là một người trẻ tuổi. "Cái gì? Không phải Hỏa Ma Đan Thánh Đại sư, này bí cảnh trong lại còn có nhân tộc người sống?" Nguyệt Ma tộc người trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá khi nhìn đến tần trần trên thân tu vi sau, cũng là cười lạnh một tiếng, một lòng cũng triệt để để xuống đi. "Chỉ là một cái nhân tộc trung kỳ thánh chủ mà thôi, rõ là ngu ngốc, địa phương khác không đi." phải muốn tới nơi này chịu chết những thứ này nguyệt ma tộc người tại nhận biết tần trần trên thân tu vi sau căn bản không đem tần trần để vào mắt mà chiến vương tông cùng hư không đạo phỉ nhóm thế lực khi nhìn đến tần trần xuất hiện sau trong tuyệt vọng đầu tiên là vui vẻ có thể vì theo đang cảm thụ đến tần trần tu vi sau kinh hỷ ý một lần nữa biến mất hầu như không còn một cái trung kỳ thánh chủ coi như là bọn họ nhân tộc có thể mang đến bao nhiêu giúp đỡ cường thịnh trở lại kia tán tu nữ tử đã đủ mạnh chứ đủ để tương đương với một cái hậu kỳ thánh chủ, vẫn như trước không cách nào cho chiến cuộc mang đến bao nhiêu cải biến. Chỉ có khiển thần đạo chim ưng nam tử thốt ra, đại ca, là thiên vũ đan phô luyện dược sư. Khiển thần đạo đại đương ra cả kinh, này thiên vũ đan phô luyện dược sư khi tiến vào truyền thừa thông đạo sau lại không có chết. Lập tức quay đầu nhìn sang, mà trong sơn cốc, chính xác mặt tái nhợt cùng ma tộc người giao thủ U Thiên Tuyết lúc này cũng kích động quay đầu, nhìn về phía bên ngoài sơn cốc, thấy đột nhiên xuất hiện người quen nhân ảnh, U Thiên Tuyết viền mắt thoáng cái ướt át, trong lòng tràn ngập vô cùng kích động. Trần đúng là còn sống, nàng cũng biết, Trần nhất định không có việc gì. Chỉ là nàng này vừa phân thần, lập tức đã bị Nguyệt Ma Tộc người bắt được cơ hội, mấy tôn Nguyệt Ma Tộc cao thủ thấy thế, trong nháy mắt cười gần nói, hừ, cùng chúng ta giao thủ, lại còn có dũng khí phân thân, tới đây cho ta. Âm ầm trong một cái Nguyệt Ma Tộc cao thủ nắm lấy cơ hội, một đen kịt ma thủ trong nháy mắt liền lộ ra đến, nhắm ngay U Thiên Tuyết hung hăng cầm bắt xuống đao vương mộ chi phong thấy thế lập tức kinh hô một tiếng nhưng hắn cũng bị cao thủ ma tộc cho vây khốn căn bản không kịp cứu viện mắt thấy u thiên tuyết sẽ bị cao thủ ma tộc đánh trúng xa xa tần trần nhìn thấy một màn này ánh mắt trong nháy mắt biến phải nôn nóng cùng phẫn nộ ầm uhm, vô tận không gian chi lực lập lè, tần trần thấy u thiên tuyết chỗ sâu trong nguy hiểm lại cũng không kịp lên trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng không gian pháp tắc tại trong nháy mắt bị hắn thôi động đến cường đại nhất tình trạng cả người như là trong nháy mắt vượt qua hư không vô tận một dạng, phút chốc liền xông vào trong sơn cốc. Tự tìm cái chết, nhất đạo như là như lôi đình kinh sợ gào thét vang vọng đất trời, ngay sau đó, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng không gian lực lượng cuốn tới, ở vào trong sơn cốc tất cả mọi người, đều cảm giác được toàn bộ sơn cốc không gian như là trong nháy mắt này lay một cái, sau đó liền thấy nhất đạo bá đạo vô cùng thân ảnh, hướng về phía chụp vào U Thiên Tuyết Nguyệt ma tộc cao thủ hung hăng oanh kích đi chương 3425, song trọng hỏa diễm. Thật nhanh chóng tốc độ, tất cả mọi người nhìn kinh sợ, trước tần trần vẫn còn ở bên ngoài sơn cốc đây, vẻn vẹn thời gian nháy con mắt, không, liền chớp mắt cũng chưa tới, một phần ngàn cái chớp mắt, thì dường như xuyên qua không gian khoảng cách một dạng, trực tiếp đi tới trong sơn cốc, hướng về phía nguyệt ma tộc cao thủ một quyền oanh kích ra. Thiên địa thần thông, liệt không thần ngân, sát lục quyền, bạn đang nghe chuyện trên o, -O com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ trong lúc nguy cấp này tần trần kinh sợ trong trực tiếp liền thi triển ra chính mình đáng sợ nhất công kích đỉnh cấp không gian chi lực oanh nhiễu ra ngoài u thiên tuyết cũng cảm giác được trước mắt mình hư không đột nhiên biến phải minh mông cuồn cuộn không gì sánh được phảng phất tạo thành một cái độc lập thiên địa mà đối diện u thiên tuyết cầm bắt tới nguyệt ma tộc cao thủ cũng cảm giác bản thân như là xa vào một cái như vũng bùn cả người đều không thể động đậy chụp vào u thiên tuyết bàn tay biến phải càng ngày càng chậm trong ánh mắt tức khắc toát ra kinh sợ thần sắc hắn phục hồi tinh thần lại, sẽ ngăn cản tần trần công kích, thế nhưng ninh tiếp hắn chỉ là nhất đạo đáng sợ quyền ảnh, này nhất đạo quyền ảnh, ẩn chứa vô tận sát ý cùng không gian thiết cắt lực, như là một vùng biển minh mông một dạng, trong nháy mắt liền chiếm đoạt hắn. Phốc, dưới con mắt mọi người, nguyệt ma tộc cao thủ bị vô tận quyền ảnh yên diệt, mọi người chỉ nghe được nhất đạo nhỏ nhẹ xé rách tiếng, thì giống như đem nước tưới đến phía trên hỏa tinh một dạng, suy một tiếng. Này một cái nguyệt ma tộc cao thủ liền triệt để biến mất, trở thành một mảnh hư vô bụi bay, chỉ để lại một ít ma khí tại không gian chi lực khuấy động xuống, liên tục tiêu tán. Thiên tuyết, tần trần trong nháy mắt ôm lấy thiên tuyết, cảm thụ được lấy sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức cực suy yếu u thiên tuyết, tần trần không khỏi không nỡ không gì sánh được, một lòng như là nắm chặt. Trần, u thiên tuyết khi nhìn đến tần trần trong nháy mắt, liền thư giãn xuống, nằm tần trần trong lòng, tràn ngập kích động. Chỉ là nàng này buông lỏng trễ, chính là phun ra một ngụm máu tươi, nàng trước ngăn cản ma tộc nhiều cao thủ như vậy, đã chịu một ít bị thương, cho đến lúc này mới bộc phát ra. Tiên huyết phun ở tần trần trên thân, tần trần lại không chút nào né tránh cùng trà lau, những máu tươi này ở trên người hắn nhỏ giọt xuống, giống như một chuôi chuôi đau một dạng đâm vào ngực hắn, khiến cho trong lòng hắn trước đó chưa từng có tức giận. Cũng may hắn trước tiên chạy về, bằng không nếu như thiên tuyết xảy ra chuyện gì, hắn làm sao cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thiên tuyết, các người đây là chuyện gì xảy ra? Bố y tộc nhân vì sao bày sát trận, những ma tộc này lại là từ nơi nào đi ra? Tần Trần lo nghĩ câu hỏi, không đợi U Thiên Tuyết trả lời, Tần Trần đã lấy ra một cái đan dược đưa cho U Thiên Tuyết, nói ra, người trước ăn đan dược. Chờ U Thiên Tuyết nuốt vào đan dược, Tần Trần tỉ mỉ điều tra một cái U Thiên Tuyết, phát hiện nàng chỉ là tiêu hao quá lớn, chịu một ít vết thương nhẹ sau, mới thở phào. Thiếu ra, người tới vừa lúc, bằng không nói, chỉ sợ cũng không thấy được thiếu phu nhân cùng ta. Đao Vương Mộ Chi Phong lúc này cũng kích động đi tới. Tần Trần lúc này mới phát hiện Đao Vương Mộ Chi Phong cũng thụ thương, lập tức xuất ra một cái đan dược, để cho Đao Vương Mộ Chi Phong cũng ăn vào, sau đó ánh mắt băng lãnh quét mắt Sơn Cốc. Hắn tinh mắt cỡ nào, trong nháy mắt thì nhìn đi ra, trong Sơn Cốc tổng cộng chia làm thành hai phe cánh, một là ma tộc trận doanh, một là mấy đại thế lực trận doanh, mà bố y tộc nhân chẳng biết tại sao, cư nhiên đầu nhập vào ma tộc người, thi triển ra từng đạo trận quang, đến vây khốn mấy đại thế lực người mà mấy đại thế lực người rõ ràng ở vào thế yếu, bố y tộc cùng ma tộc lại ở vào cường thế địa vị. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bố y tộc phản bội, nếu không mấy đại thế lực người không không có chật vật như vậy. Lúc này tất cả mọi người khiếp sợ tại tần trần xuất hiện trong rung động, đặc biệt tần trần một quyền liền đánh giết một cái cao thủ ma tộc, càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi lãnh khí, cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Thật mạnh công kích, ban nãy một quyền kia trong, có chứa vô tận sát lục ý tứ hàm xúc, còn có đáng sợ không gian thần thông, người này thực lực, so với kia nữ tử chắc chắn mạnh hơn, đây chính là người nói thực lực của hắn không mạnh. Khiến thần đạo đại đương ra nam tử áo đen khiếp sợ mắt nhìn tần trần, sau đó hướng về phía chim ưng nam tử băng lãnh nói ra. Hắn căn bản không cần nghĩ, cũng biết bọn họ khiển thần đạo nhị đương ra cùng hoang vân tổ tuyệt đối đã chết tại tần trần trong tay, như vậy cao thủ, lấy nhị đương ra cùng hoang vân tổ hai người, căn bản không khả năng bắt được tới. Đại ca, ta, chim ưng nam tử mặt tâm thần bất định hắn cũng không nghĩ đến tần trần thực lực vậy mà đáng sợ như thế thế nhưng trên người hắn khí tức rõ ràng chỉ là trung kỳ thánh chủ à khiến thần đạo người là sợ hãi thế nhưng chiến vương tông nhóm thế lực người cũng là kích động tần trần như thế một cái cao thủ xuất hiện có thể hay không cải biến chiến cuộc đây bọn họ lúc này người chết chìm vậy thấy một cọng cỏ cứu mạng liền muốn phải chết chết bắt lại các hạ gan lớn thật dám giết ta nguyệt ma tộc người tự tìm cái chết nhân tộc mấy đại thế lực bên này là tâm thần bất định kích động, mà nguyệt ma tộc bên kia còn lại là tức giận. Nguyệt ma tộc đầu lĩnh thủ lĩnh ánh mắt dữ tợn, lập tức quát trói tai nói, giết tiểu tử này. Thật không cần hắn mở miệng, mấy tôn chi trước vây công u thiên tuyết cùng đao vương mộ chi phong nguyệt ma tộc cao thủ dĩ nhiên hung hăng nhào lên, những thứ này nguyệt ma tộc cao thủ từng cái diện mục dữ tợn, hướng về phía tần trần chính là thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất. Âm ầm, vô tận ma khí phóng lên cao, giống như là biển gầm, đem thiên địa đều cho che đậy lên, trong nháy mắt bọc lại Tần Trần, muốn đem Tần Trần cho triệt để chiếm đoạt. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, nhìn này ma tộc chi nhân, hắn không biết này ma tộc chi nhân từ đâu tới đây, thế nhưng, can đảm dám đối với hắn nữ nhân yêu mến động thủ, vậy sẽ phải có ngã xuống quyết tâm. Tần Trần không có mở miệng, thậm chí không có đi hỏi, chỉ là cười lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn phút chốc xuất hiện nhất đạo u lục sắc đáng sợ hỏa diễm. Này một đám lửa vừa xuất hiện, đột nhiên tuôn ra một loại chói mắt lục quang một cổ kinh người độc chi quy tắc trong nháy mắt tịch quyển đi ra, những thứ kia xông lên nguyệt ma tộc cao thủ công kích căn bản kịp rơi xuống, đã bị này từng đạo độc chi hỏa diễm cho trong nháy mắt bọc lại. Thiên độc thương hỏa, a, à, những thứ này nguyệt ma tộc người trong nháy mắt phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng, từng cái tại trong hư không thống khổ cuồn cuồn, trong miệng liền một câu nói đều không nói được, mà bọn họ thân thể thì tại kinh khủng này độc hỏa phía dưới lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan lên. Đây là hỏa diễm gì, Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, làm sao cũng không nghĩ đến, tần trần thi triển ra hỏa diễm, lại có thể để cho những thứ này nguyệt ma tộc cao thủ hòa tan. Trong sát na, mấy tôn tu vi yếu kém nguyệt ma tộc cao thủ trong nháy mắt bị thiên độc thương hỏa hòa tan trở thành hư vô, hóa thành từng đạo ma khí tiêu tán không chung, nhưng là có mấy tôn cao thủ, vẫn còn ở gắt gao ngăn cản, bọn họ tu vi đều là hậu kỳ thánh chủ cấp bậc, chỉ dựa vào thiên độc thương hỏa độc tính còn không cách nào đưa bọn họ triệt để tan giã. Tần trần thần sắc không thay đổi, Lạnh lùng ách nhìn bọn họ, sau một khắc, lại là một đoạn đen kịt hỏa diễm xuất hiện. Hỏa diễm này vừa xuất hiện, hóa thành đại dương màu đen, một lần nữa bọc lại này mấy tôn nguyệt ma tộc cao thủ, là tai ách minh hỏa. A, à, song trọng hỏa diễm phía dưới, những thứ này nguyệt ma tộc cao thủ trong nháy mắt bị vỡ ra, từng cái tại trong hư không kịch liệt thiêu đốt, không gì sánh được thảm thiết. Chương 3426, nguyệt ma chi thực. Tai ách minh hỏa cùng thiên độc thương hỏa hai đại hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt mấy tôn hậu kỳ thánh chủ cấp bậc nguyệt ma tộc cao thủ đều cảm giác thân thể sắp không chịu nổi kinh khủng kia nóng bỏng mấy tôn nguyệt ma tộc cao thủ lại cũng không kịp cái gì hoảng sợ hét lớn thủ lĩnh cứu chúng ta nguyệt ma tộc thủ lĩnh kinh sợ nhìn một màn này hắn có thể cảm nhận được tần trần thi triển ra hỏa diễm đáng sợ một loại mang theo mãnh liệt độc khí một loại khác lại đối bên trong cơ thể của bọn họ ma tộc lực lượng có cực lớn khắc chế phảng phất hỏa diễm kia là ngự trị ở tại bọn hắn trên bố y tộc nhân còn đang chờ cái gì Nguyệt ma tộc thủ lính quát trói tai một tiếng, tuyệt đối không ngờ rằng tần trần vậy mà đáng sợ như thế, tần trần vừa qua đến, ngay lập tức sẽ đưa hắn nguyệt ma tộc cao thủ ngã xuống mấy tôn. Mấu chốt là bọn họ hiện tại nhanh đã đem nhân tộc mấy đại thế lực đều bắt lại, lúc này tần trần xuất hiện, đối với bọn họ tính toán phá hoại thật sự là quá lớn. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyệt ma tộc thủ lĩnh đang gào thét một tiếng sau, tức khắc mang theo nguyệt ma tộc rất nhiều cao thủ điên cuồng giết đi lên. Chết đi cho ta, này nguyệt ma tộc thủ lĩnh không để ý nữa, để ý khác nhân tộc cao thủ, trực tiếp đưa ra nắm đấm hướng về phía Tần Trần đập tới, từng đạo đáng sợ nguyệt ma lực oanh nhiễu ở trên người hắn, sau đó tại hắn nắm đấm hóa thành nhất đạo phảng phất có thể hủy diệt đất trời quyền ảnh, hướng về phía Tần Trần ầm ầm rơi xuống. Tần Trần đã biết rất nhiều bảo vật, lại lần đầu tiên thấy có người còn dám dùng quả đấm đối phó hắn, nguyệt ma tộc thủ lĩnh nắm đấm vừa mới đập ra lúc tới sau, chỉ có phổ thông quả đấm lớn nhỏ, trong chớp mắt cũng đã có đồng chiêng lớn nhỏ cùng nắm đấm kia xuất hiện tại tần trần đỉnh đầu lúc, hung hãn đã là một cái phương viên mấy trượng thật lớn thiết truy. Không gian xung quanh bị quả đấm này đè ép một trận lay động, tần trần bên cạnh rất nhiều võ giả điên cuồng lui lại, liền u thiên tuyết cùng đao vương mộ chi phong đều có chút ngăn cản không cố khí tức này. Thậm chí ngay cả chiến vương tông chủ cùng mấy đại thế lực cao thủ đều lay động nhìn quả đấm to, nắm đấm kia tuy là chỉ có phương viên mấy trượng lớn nhỏ, lại phảng phất có thể đem thiên địa hủy diệt một dạng, đem vùng thế giới này pháp tắc chi lực đều oanh bạo ra, đây dung nhập rất nhiều nguyệt ma tộc cao thủ một kích, cho đến lúc này chiến vương tông chủ bọn họ mới biết này nguyệt ma tộc thủ lĩnh thực lực thật không ngờ cường hãn. Này nguyệt ma tộc thủ lĩnh tuyệt đối không phải phổ thông hậu kỳ thánh chủ cao thủ, thậm chí có thể được xưng là hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ, tần trần coi như là không sợ hắn, cũng sẽ không nhỏ nhìn nửa phần. Trong sát na, trong cơ thể thánh nguyên điên cuồng dâng lên, hùng hồn thánh nguyên tràn vào trong tay đột nhiên xuất hiện lục sắc yêu kiếm trên, hóa thành nhất đạo ánh kiếm màu xanh lục bổ về phía nguyệt ma tộc thủ lĩnh nắm đấm. Kết một tiếng giòn tan, để cho tần trần thậm chí cho là hắn lục sắc yêu kiếm bổ chúng không phải nắm đấm, mà là một bả so với hắn lục sắc yêu kiếm còn cứng rắn hơn thánh bảo. Nguyệt ma tộc thủ lĩnh cùng tần trần đồng thời bay rất ra ngoài, tần trần thánh nguyên một trận phiên trào, trong lòng âm thầm khiếp sợ này nguyệt ma tộc cao thủ thực lực thật không ngờ mạnh. Không đúng, mạnh không phải này nguyệt ma tộc thủ lĩnh, mà là người này cư nhiên có thể điều động ở đây rất nhiều nguyệt ma tộc cao thủ lực lượng, đến ra tay với chính mình thế nhưng nguyệt ma tộc thủ lĩnh so tần trần càng kinh hãi, hắn ngưng tụ nhiều như vậy lực lượng, coi như là một cái đỉnh phong thánh chủ, hắn cũng cho là mình không sợ, nhưng hắn nghĩ không ra chính mình ngưng luyện rất nhiều cao thủ ma tộc vô thượng ma lực, tại tần trần phía trước lại không có chiếm được nửa phần tiện nghi, thậm chí còn chịu thiệt một chút. Nguyệt ma tộc thủ lĩnh nhìn mình một chút trên nắm tay nhất đạo vết máu, thình lình tế xuất một cái màu đen viên châu, lập tức mấy đạo ma lực đánh ra, này viên châu cùng hắn ban nãy nắm đấm một dạng, trong nháy mắt liền bạo phát. Oanh, điên cuồng tăng vọt hạt châu màu đen bên trong thình lình cuồn cuồn, rất nhiều khói đen trong nháy mắt liền dũng mãnh tiến ra, trong chớp mắt liền đem không gian xung quanh hoàn toàn bao phủ lại. Cùng lúc đó, bộ y tộc thất tuyệt sát trận cũng bắt đầu điên cuồng dũng động, từng đạo đáng sợ trận quang đem tần trần trong nháy mắt bao vây ở bên trong. Tần trần đồng thời bị trận quang cùng hắc vụ bao phủ tại trong, chung quanh mấy đại thế lực cao thủ thấy thế tất cả đều hoảng sợ vội vàng lui lại, bọn họ không có giúp tần trần cùng nhau xuất thủ, mà là ào ào xuất ra đan dược, ở vào thời điểm này cấp thiết khôi phục chính mình lực lượng cùng thực lực, ánh mắt lại thời khắc cảnh giác chú ý bốn phía, hiển nhiên là nhìn một chút có cơ hội hay không chạy khỏi nơi này. người này là ai, thật mạnh thực lực, bất quá quá cuồng vọng, cư nhiên đều không né tránh, trực tiếp đã bị nguyệt ma tộc này hắc vụ thôn phệ, này hắc vụ tốt khí tức đáng sợ, mang theo mãnh liệt ăn mòn ý, lại thêm bố y tộc sát trận, hắn khẳng định xong đời. chiến vương tông chủ ánh mắt lập loè, thì thảo nói ra khiền thần đạo đại đương ra chân mày cũng nhíu lại lấy người này thực lực không đến nổi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có đã bị hắc vụ thôn vệ nhìn là quá đề cao chính mình lúc trước cư nhiên cũng không biết tránh né xem ra muốn chạy trốn chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình trong hắc vụ vô tận ma khí đang dũng động dường như bất luận kẻ nào tiến vào trong cũng sẽ bị trực tiếp thôn vệ cùng bao phủ mà chút hắc vụ chẳng những có mãnh liệt thôn vệ pháp tác hiệu quả còn có cường đại ăn mòn hiệu quả càng không cần phải nói còn có bố y tộc thất tuyệt sát trận trực tiếp đối đầu, đổi thành chiến vương tông chủ bọn họ ở chỗ này, kinh khủng thời gian sẽ ngã xuống. Trong hắc vụ, tần trần lại không hề sợ hãi, bên cạnh hắn tản ra từng đạo đáng sợ quang mang, thay u thiên tuyết cùng đao vương mộ chi phong ngăn cản hắc vụ tập kích, tần trần trong thân thể có vạn giới ma thụ, sao lại lưu ý này ma khí ăn mòn, những thứ này hắc vụ chỉ có thể xem như vạn giới ma thụ dưỡng phân mà thôi, còn bố y tộc thất tuyệt sát trận, lấy tần trần trận đạo tạo nghệ, điểm này trận pháp mang đến cho hắn một chút phiền toái thì không vấn đề, nhưng muốn vây giết hắn căn bản không khả năng. Trần, chúng ta làm sao bây giờ? U Thiên Tuyết cùng đao vương mộ chi phong bị bao phủ tại trong ánh sáng, sợ hãi nói ra. Hừ, này nguyệt ma tộc người không đáng sợ, chân chính phiền toái là người khác, bất quá ta trước phải biết rõ ràng những người này lai lịch. Tần Trần cao mày, hắn cảm giác được trong cơ thể tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa bọn họ dục dịch, không chút do so dự liền đem tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa bọn họ triệu hoán đi ra, Tiểu nghĩ cùng tiểu hòa một xuất hiện ở đây mảnh trong hắc vụ, liền trong nháy mắt hưng phấn bay động, liền thấy bọn họ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tự như cùng máy hút bụi một dạng nhanh chóng thu nhận lên chung quanh hắc vụ tới. Mà tần trần lại nhanh chóng ở nơi này trong hắc vụ thi triển ra từ căn trận kỳ, dung nhập vào bốn phía trong hư không, những thứ này trận kỳ liên tục nối liền cùng một chỗ, hóa thành một mảnh cuồn cuộn trận pháp. Thấy tần trần bị hắc xương mù thôn phệ, nguyệt ma tộc thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, cuồng vọng tiểu tử, Tại ta nguyệt ma tộc nguyệt ma chi thực xuống, mặc ngươi cường thịnh trở lại cũng sẽ bị ăn mòn cắn giết. Chỉ là hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, liền thấy trước mắt hắc phụ lại nhanh chóng giảm thiểu, sau đó hắn liền thấy tần Trần bên cạnh bay múa một đám quỷ dị trùng tử, đang ở điên cuồng thu nhận bọn họ nguyệt ma tộc nguyệt ma chi thực. Chương 3427, siêu hồn ma tộc. Làm sao có thể? Hắn khó có thể tin nhìn một màn này, bọn họ nguyệt ma tộc nguyệt ma chi thực có thể ăn mòn thần hồn cùng thánh nguyên. Cho dù tại trong ma tộc cực đáng sợ, những này trùng tử là làm cái quỷ gì, cư nhiên có thể hấp thu bọn họ nguyệt ma tộc nguyệt ma chi thực. Tại nguyệt ma tộc thủ lĩnh trong rung động, tần trần đã bố trí xong đại trận, bổ thiên chi thuật đột nhiên thôi động lên. ầm ầm, từng đạo đáng sợ trận quang lan tràn ra, những thứ này trận quang nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, ép buộc một bộ phận nguyệt ma chi thực oanh một tiếng, chợt hướng bên ngoài thung lũng lan ra ra ngoài. Cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên obucaudio.com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, này nhất đạo lực lượng đáng sợ ngay lập tức sẽ tịch quyển ra ngoài, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đến bên ngoài sơn cốc bố y tộc cao thủ trong thân thể. Phốc phốc phốc, đang ở tiêu hao đại lượng sinh mệnh chi lực, thì triển ra thất tuyệt sát trận bố y tộc cao thủ bị này một cổ lực lượng trùng kích trong, ngay lập tức sẽ khạc ra một ngụm máu tươi, oanh, đang ở thi triển thất tuyệt sát trận ầm ầm vỡ vụn, rất nhiều bố y tộc nhân trượt bay rất ra ngoài, từng cái té ngã trên đất, nhếch nhác không thôi. Bọn họ này đã tiêu hao đại lượng tinh huyết, bây giờ bị Tần Trần thi triển ra trận pháp phản phệ, mỗi cái ngã xuống đất, từng cái vô cùng chật vật, hoàn toàn không có tái chiến lực lượng. Bố y tộc, Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh thấy trong chớp mắt bố y tộc bố trí xuống thất tuyệt sát trận lại bị Tần Trần hủy diệt, tức khắc kêu lên sợ hãi. Mà ở trận mấy đại thế lực cảm thụ được đột nhiên biến mất trận pháp chi lực sau, từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, căn bản không chờ Tần Trần mở miệng thậm chí hoàn toàn không để ý đến tần trần cùng nguyệt ma tộc chiến đấu chiến vương tông chủ đám người ảo ảo phóng lên cao từng cái điên cuồng sẽ tê liệt hư không chạy khỏi nơi này bọn họ thật vất vả không bị trận pháp bắn khốn căn bản không nghĩ ở chỗ này dừng lại mảy may những gia hỏa này u thiên tuyết cùng đao vương mộ chi phong thấy những gia hỏa này vội vã như thế muốn rời đi trong lòng mỗi cái kinh sợ vạn phần nếu như không phải tần trần bọn họ bây giờ còn khốn ở bên trong đại trận mà bây giờ Tần Trần thật vất vả để cho bọn họ thoát khỏi, bọn họ cư nhiên không ai có hỗ trợ Tần Trần ý đồ, từng cái tất cả đều gấp rút rời đi nơi này. Trên đời này vẫn còn có như vậy người vong ân phụ nghĩa. Tần Trần thấy những gia hỏa này gấp rút muốn muốn rời đi nơi này, cũng là cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ động tác, bởi vì hắn biết những gia hỏa này căn bản trốn không thoát sơn cốc này. Đúng là, Chiến Vương tông chủ đám người thôi động không gian chi lực, tính toán rời đi nơi này chỉ là mặc kệ bọn hắn như thế nào là thi triển không gian pháp tắc, sơn cốc này không gian y nguyên phong bế ở chỗ này, căn bản không có để cho bọn họ rời đi thông đạo. Này đến là chuyện gì xảy ra? Chiến vương tông chủ đám người trong lòng lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ trước rõ ràng thấy ma lệ xé liệt không ở giữa rời đi nơi này, làm sao đến lượt bọn họ cũng không được. U Thiên Tuyết thấy như vậy một màn, thần sắc cũng có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, bọn họ vì sao đều xé rách không được không gian, trước ma lệ rõ ràng liền xé liệt không thời gian đi. Ma lệ, tần trần chân mày ngay lập tức sẽ là nhíu một cái, nghi hoặc nhìn U Thiên Tuyết, cái gì ma lệ? U Thiên Tuyết vội vàng đem trước ma lệ sự tình nói cho tần trần. Cái gì, ma lệ trước cũng ở nơi đây, này ma tộc chi nhân cuối cùng là lai lịch gì? Nhìn lại, rất tốt giải xuống những gia hỏa này lai lịch. Tần trần trong lòng ngưng lại, hướng về phía U Thiên Tuyết cùng đao vương mộ chi phong nói, hai người các ngươi ở tại chỗ này, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa, các người bảo vệ tốt bọn họ sớm một chút đem những này nguyệt ma chi thực cho thôn phệ đừng chậm chậm từ từ giọng nói rơi xuống tần trần ánh mắt lập tức tiếp cận trước mắt nguyệt ma tộc người âm tần trần trên thân trong nháy mắt bốc lên từng đạo đáng sợ thiên hỏa tai ách minh hỏa thiên độc thương hỏa thanh liên yêu hỏa u không băng Diễm âm dương hồn hỏa đại nhật kim Diễm tử muội chân hỏa rất nhiều đáng sợ thiên hỏa đồng thời dâng lên trong nháy mắt bao phủ ở ở đây rất nhiều nguyệt ma tộc cao thủ a à, nhiều như vậy hỏa diễm bị tần trần thả ra ngoài kinh khủng lực hỏa diễm thậm chí bao phủ ở toàn bộ sơn cốc chỉ một thoáng ở vào trong sơn cốc nguyệt ma tộc cao thủ một ít tu vi hơi thấp ào ào hét thảm lên rất nhiều nguyệt ma tộc cao thủ trực tiếp tại hỏa diễm phía dưới hóa thành hư vô mà dư nguyệt ma tộc cao thủ lại hoảng sợ phát hiện mất đi bố y tộc đại trận sau mảnh sơn cốc này đã trở thành tần trần địa bàn hắn muốn cho ai chết người đó phải chết trong lúc nhất thời hiện trường yên lặng không tiếng động chiến vương tông chủ đám người thấy chính mình đi không nổi sau, đều lưu trong sơn cốc, cảnh giác nhìn tần trần, thì triển ra thánh nguyên, cũng ngăn cản hỏa diễm này khí tức. Đây hết thảy, tần trần thì giống như không nhìn thấy một giặc, ai muốn đi thì đi, hắn cũng không có để cho người khác lưu lại, bất quá những thứ kia muốn đi người cũng không khả năng rời khỏi sơn cốc, bởi vì hắn biết sơn cốc này là một cái tuyệt địa. Tần trần chỉ là điên cuồng thôi động lực hỏa diễm, liên tục đốt cháy những nguyệt ma tộc đó cao thủ, tức khắc từng vị nguyệt ma tộc người thống khổ kêu thảm, Thậm chí ngay cả Nguyệt ma tộc thủ lĩnh kinh sợ gào thét, kể cả mấy tôn Nguyệt ma tộc cường giả, nhanh chóng xuống lại cùng một chỗ, cấu thành một cái chỉnh thể, gian nan ngăn cản tần trần công kích. Người dám giết ta Nguyệt ma tộc người, chẳng cần biết ngươi là ai, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Nguyệt ma tộc thủ lĩnh kinh sợ gào thét, trong một cái Nguyệt ma tộc cao thủ cắn răng một cái, chợt nhầm phía tần trần, giận dữ hết, ngược lại ta cũng sống không được, chết đi cho ta. Ấm, um, này Nguyệt ma tộc cao thủ nói xong cả người khí thế tăng vọt, dễ nhận thấy muốn tự bạo. Tần Trần Há có thể để cho một cái hậu kỳ thánh chủ cấp bậc nguyệt ma tộc cường giả ở trước mặt hắn tự bạo, thánh nguyên đại thủ đã đưa tới, trực tiếp đem nguyệt ma tộc cao thủ như chảo con gà con một dạng sách tới phía trước, tay đã bao trùm tại nơi nguyệt ma tộc người đỉnh đầu, bắt đầu siêu hồn. Có thể nói thánh chủ cao thủ muốn siêu thánh chủ cao thủ, hơn nữa còn là ma tộc linh hồn, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Trừ phi không muốn sống, bằng không một cái ma tộc cường giả lực lượng linh hồn dũng mãnh tràn vào đến nhân tộc thánh chủ cao thủ trong thức hải, thì có thể làm cho nhân tộc cường giả nhập ma, không muốn nói siêu vẫn là ma tộc hậu kỳ thánh chủ linh hồn cùng ký ức, coi như là siêu phổ thông ma tộc đều quá sức. Sở dĩ thấy Tần Trần lại đối một cái nguyệt ma tộc hậu kỳ thánh chủ siêu hồn, chung quanh võ giả càng không dám tin tưởng. Bọn họ đều là trong nhân tộc người nổi bật, tự nhiên biết rất nhiều, chỉ là coi như là bọn họ biết Tần Trần không cách nào đối một cái ma tộc thánh chủ siêu hồn cũng đều không có bất kỳ người nào có dũng khí phát ra âm thanh, thậm chí chiến vương tông chủ đám người ánh mắt lập lè, dường như vẫn chờ Tần Trần xảy ra sự cố. Tần Trần đương nhiên sẽ không để ý những thứ này, với hắn mà nói siêu hồn ma tộc mặc dù có chút phiền toái, lại cũng không trở thành bị thương tổn, hắn có vạn giới ma thụ, những thứ kia ma tộc lực lượng dũng mãnh tràn vào chính mình đầu, đơn giản thì có khả năng bị vạn giới ma thụ thu nhận. Bất quá dưới bình thường tình huống Tần Trần cũng sẽ không đi siêu hồn ma tộc, loại thủ đoạn này ám muội không nói, Số lần dùng nhiều, đối với tự thân cũng không tốt. Chỉ là mấy chục hít thở thời gian, Tần Trần liền thi triển ra một đám lửa đem tên ma tộc này cao thủ hóa thành cho bụi, đồng thời nhắm mắt lại đem trong đầu lung tung ma tộc khí thức tất cả đều dùng vạn giới ma thủ thôn phệ, chỉ để lại mình muốn linh hồn tin tức, lúc này mới ô khẩu khí. Chương 3428, đám ô hợp. Từ nơi này nguyệt ma tộc cao thủ trong linh hồn, Tần Trần được biết không thiếu nội dung, nguyên lai like này ma tộc chi nhân đến từ ma giới nguyệt ma tộc hơn nữa còn là bị bố y tộc nhân cho đưa đến nơi này, cùng này bí cảnh trong hồn ma tộc tôn giả cũng không có quan hệ gì. Tần Trần lo lắng duy nhất đúng là nguyệt ma tộc người có phải hay không là hồn ma tộc tôn giả bày cảm bẫy, bây giờ biết này nguyệt ma tộc người cùng hồn ma tộc cao thủ không có một chút quan hệ sau, một lòng cũng là triệt để để xuống. Mà theo nguyệt ma tộc cao thủ trong linh hồn, Tần Trần cũng biết ma lệ tin tức. Nghĩ không ra ma lệ đến ma giới sau, lại được đến nhiều như vậy kỳ ngộ, còn trở thành một cái ma tộc luyện dược sư, bái tại một cái gọi hỏa ma đan thánh thực ma tộc luyện dược đại sư dưới trướng. Bất quá chỉ cần đối phương không chọc đến chính mình, Tần Trần cũng lười đi tìm ma lệ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế này nguyệt ma tộc người cùng hồn ma tộc tôn giả không có vấn đề gì sau, Tần Trần thở phào một cái, ánh mắt băng lãnh nhìn những nguyệt ma tộc đó người, kinh khủng hỏa diễm liên tục oanh nhiễu mà xuống, ở nơi này lực hỏa diễm xuống, những thứ này nguyệt ma tộc người thống khổ gào thét, nhưng vẫn còn ở gắt gao ngăn cản trong sơn cốc rất nhiều nguyệt ma tộc người giống như là xa vào địa ngục một dạng liên tục gào thét mà tần trần lại giống như một tôn thiên thần một dạng nguy nga cao vút ở chân trời hắn trên đỉnh đầu vô tận hỏa diễm oanh nhiễu giống như một cái thần chi ở đây mấy đại thế lực người tất cả đều bị một màn này kinh sợ chiến vương tông chủ khiển thần đạo đại đương ra nhóm cao thủ đều lay động nhìn tần trần chu diệt nguyệt ma tộc cao thủ trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có lay động đây chính là cao thủ ma tộc à. Trước bọn họ và nguyệt ma tộc người chém giết qua, tự nhiên sẽ hiểu này ma tộc chi nhân đáng sợ, nhưng là bây giờ, những thứ này trước để cho bọn họ thống khổ, kém điểm ngã xuống ma tộc người, tại tần trần trong tay lại giống như loài run dế một dạng, thống khổ giấy dụa cùng kêu thảm, loại này kịch liệt trái ngược, để ở trận mỗi người đều rung động trong lòng, tràn ngập khó có thể tin. Người này làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn đến là ai? Trước còn đối tần trần có dự định khiển thần đạo đại đương ra ánh mắt cũng ngưng trọng không gì sánh được, lộ ra vẻ chấn động. Dầm dầm dầm, đáng sợ hỏa diễm liên tục hạ xuống, nguyệt ma tộc thủ lĩnh mang theo dư một ít nguyệt ma tộc cao thủ, đã hoàn toàn bị áp chế ở một cái cực nhỏ trong góc, có thể trên người bọn họ nguyệt ma lực liên hợp cùng nhau, cư nhiên ngăn cản tần trần hỏa diễm xâm phạm. Ở đây chiến vương tông chủ đám người thấy như vậy một màn, trong lòng cư nhiên không khỏi cảm thấy dễ chịu một ít, nếu như tần trần giơ tay lên liền đem này trước để cho bọn họ vô cùng chật vật, kém niềm toàn quân bị diệt nguyệt ma tộc người trực tiếp chém giết không chút nào lưu thoại vậy bọn họ có lẽ mỗi một người đều sẽ nổi điên những thứ này nguyệt ma tộc người ngược lại thật sự có tài tần trần cao mày một cái chợt thôi động trong cơ thể càn khôn tạo hóa ngọc điệp sau một khắc hắn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tòa cổ xưa cuồn cuộn cung điện này một tòa cung điện vừa xuất hiện trong thiên địa liền tràn đầy nồng nặc hỏa diễm khí tức một cổ trấn áp phản cổ phảng phất đem thiên giới phép tắc đều có thể xé rách uy áp kinh khủng trong nháy mắt hạ xuống. Đúng là tử tiêu đâu xuất cung, khi tử tiêu đâu xuất cung xuất hiện trong nháy mắt, chiến vương tông chủ đám người tất cả đều hoảng sợ nhìn phía trên thung lũng cung điện khổng lồ, đây tột cùng cái gì cung điện. Vì cái gì cung điện này vừa xuất hiện, bọn họ bản nguyên đều có loại muốn run lẩy bẩy sụp đổ cảm giác. Tôn giả bảo khí, là tôn giả bảo khí, chỉ có tôn giả bảo khí mới có loại này ngự chỉ tại thiên giới phép tắc trên uy áp trên người người này lại có tôn giả bảo khí, chẳng lẽ hắn là thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực người. Trong sơn cốc không ít sống sót cường giả đều lay động nói ra. Loảng xoảng tử tiêu đâu suốt cung tản mát ra cuồn cuộn uy áp, u u nghiền ép mà xuống, thiên địa rung động, dư nguyệt ma tộc cao thủ bị này rung một cái, không ít người thân thể vỡ ra, ma khí bốn phía, phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Hưng, những gia hỏa này, lại còn tại ngoan cố chống lại. Không thể không nói, này nguyệt ma tộc người cực kỳ khủng bố, tại từ tiêu đâu suốt cùng trấn áp xuống, lại còn đang điên cuồng ngăn cản, gắt gao kiên trì. Hừ, ta xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tần trần cười lạnh một tiếng, trong tay nhanh chóng xuất hiện từ căn trận kỳ, siêu siêu siêu, những thứ này trận kỳ bị hắn nhanh chóng ném ra, rơi vào sơn cốc này bốn phía. Các hạ đây là đang làm cái gì? Chiến vương tông chủ đám người sắc mặt ngay lập tức sẽ biến, hướng về phía tần trần nói ra, ngữ khi có chút khẩn trương. Tần trần rõ ràng đã ngăn chặn nguyệt ma tộc người, vẫn còn tại trong sơn cốc này bố trí trận pháp, hắn chẳng lẽ là muốn nhằm vào bọn họ mấy đại thế lực người. Nghĩ tới đây, chiến vương tông chủ đám người sắc mặt chợt biến đổi. Cũng thật không lạ bọn họ nghĩ như vậy, thật sự là tràng diện này hết sức quỷ dị, tần trần rõ ràng ngăn chặn nguyệt ma tộc người, lại còn đang không ngừng bày trận, đây muốn làm cái gì. Tần trần lạnh lùng mắt nhìn chiến vương tông cùng mấy đại thế lực người, cười lạnh một tiếng nói, đối phó các người ta còn phải bố trận. Tần trần lời nói này hết sức tự nhiên, nhưng Chiến Vương tông chủ đám người sắc mặt lại thì lúc đỏ lúc trắng. Âm bức Thánh chủ ánh mắt lạnh lùng, lúc này hắn thương thế trên người đã khôi phục không ít, trầm giọng nói, "Vậy các hạ đây là đang làm cái gì? Nếu là muốn chém giết nguyệt ma tộc người, chúng ta có thể giúp một tay, thế nhưng trận pháp này." Bọn họ trước bị bố y tộc thất tuyệt sát trận vây phải quá thê thảm, lấy đến bọn hắn bây giờ thấy trận pháp mí mắt liền nhảy lên, nghĩ đến nếu như mình bị tần trần đại trận vây khốn. Tuy là tần trần thoạt nhìn tuổi rất trẻ, căn bản không như là một cái trận pháp đại sư, có thể trước tần trần phá vỡ bố y tộc thất việt sát trận hình ảnh bọn họ bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, không phải do bọn họ không lo lắng. Trong mơ hồ, chiến vương tông chủ đám người cùng với hư không đạo phỉ cùng mấy đại thế lực, một lần nữa trong bí mật hợp tác lại, với lại nhằm vào vẫn là tần trần. Hư, đám ô hợp, tần trần hư lạnh một tiếng, nhưng không có nhìn chiến vương tông đám người, mà là liên tục bày đại trận, tức khắc từng đạo đáng sợ trận văn tại trong sơn cốc này chậm rãi oanh nhiếu, phức tạp trận văn liên tục bao phủ, mọi người trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình như là xa vào một cái tân giới vực. Các hạ không còn, nữa ngừng tay, liền đừng trách chúng ta không khách khí, trước các hạ cứu chúng ta, chúng ta hết sức cảm kích, nhưng cũng không đại diện chúng ta thì có khả năng tùy ý các hạ giải quyết. Thầm bức thánh chủ đột nhiên lạnh lùng nói ra, tần trần nhíu mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng đột nhiên ở giữa hắn biến sắc, chợt nhìn về phía sơn cốc mũ một cái phương vị. Ừ, uhm, tại tần trần quay đầu trong nháy mắt, theo vị trí kia chỗ, nhất đạo đen kịt lưu quang chợt dũng động tới, lại hóa thành nhất đạo âm lãnh như rắn độc, phút chốc bao vây hướng tần trần thân thể. Này âm lãnh hắc quang ngay từ đầu vẫn chỉ là một vệt sáng, có thể đợi đến tần trần phía trước thời điểm, cũng đã hóa thành một đoàn màu đen mây đen, đem tần trần hoàn toàn bao phủ lại. Trường 3429, không nhịn được. Mây đen này mang theo cuồn cuộn thần uy, giống như màn trời một dạng, che đẩy cả tòa sân cốc, hướng tần trần hung hăng rơi xuống, kinh người khí tức, làm cho chiến vương tông chủ đám người không khỏi ảo ảo biến sắc. Suốt cục không nhịn được sao, tần trần cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm chờ đối phương đây, nguyên bản tần trần tay phải cầm lục sắc yêu kiếm, nhưng khi màu đen kia mây đen hàng lâm trong nháy mắt, tần trần tay trái trên, hắc quang lóe lên, thần bí kiếm gì cũng xuất hiện tại tần trần trong tay. Hai thanh lợi kiếm đồng thời bộc phát ra ánh sáng chói mắt, bị tần trần trong nháy mắt tế xuất, chỉ là không đợi tần trần bổ ra thần bí kiếm gì cùng lục sắc yêu kiếm, cũng cảm giác được quanh thân chỉ đột đối không gian pháp tác giải khai, tần trần tự xưng là hắn không thể so với bất kỳ một cái nào thánh chủ cao thủ kém, cho dù bây giờ là đối mặt thụy mộng tiên nhân, tần trần cũng sẽ không chỗ thua kém quá nhiều, nhưng bây giờ cảm thụ được này một cổ đáng sợ không gian ràng buộc, tần trần trong lòng lập tức chính là đại kinh, chính mình lại bị đối phương không gian lực lượng cho ràng buộc. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này màu đen mây đen bao phủ xuống không gian lĩnh vực, phảng phất đem tần trần chỗ hư không theo trong sơn cốc này cho bài xích đi ra một dạng tần trần nhìn màu đen kia mây đen đi tới đỉnh đầu của mình tức khắc hừ lạnh một tiếng khí thế tăng vọt thiên địa thần thông bị tần trần trong nháy mắt thi triển ra ầm uhm, hai cổ đáng sợ không gian lực lượng đụng vào nhau tần trần ngay lập tức sẽ mặt hơi biến sắc hắn thiên địa thần thông lại hoàn toàn không có đem đối phương không gian lĩnh vực cho xé rách ngược lại y nguyên bị áp chế gắt gao lấy kiệt 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 tiểu tử thối người không gian thần thông tuy là cường hãn nhưng là chỉ là thiên giới không gian quy tắc, tại bản tôn phía trước, thiên giới phép tắc đều có thể bị trấn áp, hơn nữa là ngươi. Nhất đạo giữ tợn thanh âm lãnh lệ theo mây đen kia trong truyền ra ngoài, tần trần cả người đều cảm thụ được một cổ lãnh ý, bất qua tần trần cũng không có kinh hoàng, hắn thiên địa thần thông mặc dù không có xé rách đối phương không gian lĩnh vực, nhưng cũng cho hắn một chút cơ hội xuất thủ. Vĩnh hằng kiếm khí, chảm, trong nháy mắt, tần trần trong tay thần bí kiếm gì cùng lục sắc yêu kiếm đồng thời bổ chém ra ngoài. Thình thịch, lúc này Tần Trần trong tay song kiếm cùng màu đen mây đen đã hoàn toàn đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang. Màu đen mây đen cùng thần bí kiếm gì cùng với lục sắc yêu kiếm kiếm khí đụng vào nhau, nhưng ngay cả lay động một cái cũng không có, chớ đừng nói chi là bị đánh tan, ngược lại thì Tần Trần thi triển ra vĩnh hằng kiếm khí, tại bị liên tục đánh lui. Hử, lại ngăn trở bản tôn ma khí lĩnh vực, Tần Trần vĩnh hằng kiếm khí tại tiêu tán, có thể mây đen kia trong thân ảnh thấy Tần Trần lại không có bị chói lại trực tiếp chém giết sau, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Khó trách có thể lừa ta, nghĩ không ra ngươi chẳng những linh hồn cường đại, tu vi lại cũng phi phàm như vậy. Trong mây đen, nhất đạo toàn thân tản ra ma khí thân ảnh xuất hiện, là một cái cao thủ ma tộc, trong hai tròng mắt tản mát ra yếu ớt quang mang, linh hồn khí tức tần trần không gì sánh được quen thuộc, đúng là sát hại thiên độc đan tôn hồn ma tộc tôn giả. Hỏa ma đan thánh đại sư, mà ở này một đạo thân ảnh lúc xuất hiện, bị tần trần mấy đại hỏa diễm áp chế gắt gao ở nguyệt ma tộc người, trên mặt lại tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở đây khi nào còn phục kích một cái cao thủ ma tộc? Chiến vương tông chủ đám người trước còn đối tần trần nhìn chằm chằm, tràn ngập địch ý đây, giờ khác này ở thấy hỏa ma đan thánh sau, từng cái sắc mặt đại biến, đặc biệt này cao thủ ma tộc trên thân, tản ra một loại phảng phất có thể trấn áp thiên giới vạn đạo khí tức còn không có ra tay với bọn họ thì có loại theo bản nguyên linh hồn ép chết bọn họ ảo giác. Điều này sao có thể chứ? Bọn họ đều là hậu kỳ thánh chủ cao thủ, coi như là đối mặt hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ, mặc dù sẽ bị áp chế, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ, theo sâu trong linh hồn đều cảm thụ được sợ hãi, bởi vì tại đại cảnh giới ở trên bọn họ và hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ thật đồng dạng, đều là thánh chủ cảnh giới. Trừ phi, đối phương là tôn giả cao thủ. Hí, nghĩ tới khả năng này, chiến vương tông chủ đám người trong lòng đều là chấn động mãnh liệt, từng cái trước đó chưa từng có kinh hãi, chẳng lẽ này cao thủ ma tộc đúng là tôn cảnh cường giả hay sao? bằng không như thế nào lại có chút ngự trị bọn họ linh hồn trên uy áp khí tức. Đúng, chính là tôn giả, bọn họ ào ào hoảng sợ. Tại thiên giới, tôn giả là siêu thoát thiên giới phép tắc tồn tại, chỉ có tôn giả mới có loại này ngự trị tại thiên địa pháp tắc trên, uy áp vô địch khí tức. Nghĩ vậy một cái trong sơn cốc, lại có một cái ma tộc tôn giả ẩn núp, trong tâm mọi người đều trước đó chưa từng có hoảng sợ. Thế nhưng, không đúng, nếu như đối phương là tôn giả, vì cái gì tiểu tử kia có thể bình yên vô sự bọn họ lại ào ào hồ nghi, tôn giả, cường đại cờ nào, ngự trị thiên giới quy tắc, trong nháy mắt ở giữa, lại có thể hủy thiên diệt địa, coi như là đối mặt hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ, cũng có thể đơn giản nghiền ép, chém giết, làm sao lại không bắt được một cái thánh chủ tiểu tử. Cho dù tần trần trước bày ra không gì sánh được thực lực đáng sợ, nhưng không ai cho rằng tần trần có thể cùng tôn giả đánh đồng, đây rõ ràng hai cái cấp độ. Những thứ kia bị tần trần áp chế nguyệt ma tộc cao thủ cũng đều trợn mắt hốc mồm, hỏa ma đan thánh đại sư vậy mà đáng sợ như thế, bọn họ trước đây cư nhiên cũng không biết. Tiểu tử, thật sự có tài, người tất nhiên là nhân tộc cao cấp nhất thiên kiêu, khó trách trước bản tôn sẽ coi trọng ngươi, nhưng đáng tiếc, bản tôn hôm nay muốn đoạt lại mất đi tất cả. Hỏa ma đan thánh nghe răng cười một tiếng, chợt khoát tay, nhất đạo màu đen lưu quang lần thứ hai bạo lướt lên, chỉ là lần này cũng không phải màu đen mây đen, màu đen kia lưu quang hoàn toàn biến ảo thành chi chít thật lớn màu đen lợi nhận, những thứ kia lợi nhận mang theo nát vụn hư không uy thế, đem chung quanh phương viên mấy ngàn trượng địa phương đều hoàn toàn bao phủ lại, kinh người không gì sánh được. Người ở bên ngoài nhìn lại, nhiều như vậy màu đen thật lớn lợi nhận xen lẫn nhau, coi như là hắc mang cũng sẽ đem đang ở người trong cắn giết, thế nhưng Tần Trần lại biết, những thứ này thật lớn lợi nhận chẳng những xen lẫn rất nhiều ẩn nấp ma quang, vẫn còn ở đối phương không gian lĩnh vực dưới sự phối hợp, đem phương viên nghìn trượng địa phương trở thành một mảnh tử địa. Loại này lợi nhận coi như là một ít cường đại hậu kỳ thánh chủ võ giả bị cắt vào trong, cũng là chắc chắn phải chết, nhưng Tần Trần cũng may có cường đại hoang của thánh thể, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, những thứ này lợi nhận có thể thương tổn được hắn, lại không thể giết chết hắn. Dù sao này hồn ma tộc tôn giả linh hồn trọng thương, với lại đoạt xá hỏa ma đan thánh cũng chỉ là hậu kỳ thánh chủ cao thủ cấp bậc mà thôi, nhiều nhất tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ, mặc dù là thu nhận rất nhiều tinh huyết, sinh mệnh cùng bản nguyên cũng không cách nào đưa hắn khôi phục lại kiếp trước tôn giả tu vi. Bằng không trước một kích kia tần trần đã sớm ngã xuống. Bất quá, mặc dù là có thể chống đỡ được, tần trần cũng không muốn bị những thứ này màu đen lợi nhận cho đả thương. Ở nơi này rất nhiều màu đen lợi nhận muốn đem tần trần bao phủ ở trong nháy mắt. Tần trần từ tiêu đâu suốt cung cũng đã bị hắn tế xuất, hung hăng oanh kích ra ngoài. Thấy tần trần tế xuất từ tiêu đâu suốt cung muốn ngăn trở chính mình thi triển ra lợi nhận rào sát trận, Hồn ma tộc Tôn Giả khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vô luận là ai, cũng không có thể thông qua loại biện pháp này ngăn trở chính mình rào sát trận, nếu như hắn loại này rào sát trận có thể dễ dàng như vậy bị ngăn trở, hắn hồn ma tộc Tôn Giả cũng quá không chịu nổi một kích. Tiểu tử này sẽ chờ chết đi. Chương 3430, rõ là tà môn. Ầm, uhm, Tử Tiêu đâu Xuất cung dũng động, hung hãn đánh ra, giống như một tôn theo thiên cung trên rơi xuống xuống cung điện một dạng, hạ xuống. Tử Tiêu đâu Xuất cung chung quanh oanh nhiễu từng đạo thiên hỏa, này thiên hỏa hiện ra các loại màu sắc, hoặc xanh, hoặc hồng, hoặc lam, hoặc tử, hoặc xanh biếc, hoặc u bạch, giống như trên vòng trời thải hồng hàng lâm, hóa thành hỏa quang, yên diệt tất cả. Âm, um, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, tần trần cực hạn thôi động tử tiêu đâu suốt khung, không có chút nào lưu thủ, ở vào thời điểm này, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người trước mắt, không phải hắn, mà là viễn cổ hồn ma tộc tôn giả, thông thiên nhân vật, mặc dù linh hồn hắn chỉ còn dư lại viễn cổ thời điểm một phần vạn, mặc dù hắn chỉ là đoạt xá một cái ma tộc hậu kỳ thánh chủ, cũng không phải một dạng người có thể đối địch. Hạng nhân vật này, sống qua đã lâu tuế nguyệt, như là theo tử vong trường hà trong đi tới di lão, dám can đảm xem thường bọn họ người, cơ hồ tất cả đều vẫn diệt tại đã lâu trong dòng sông lịch sử. Ken két, tử tiêu đâu suốt cùng cùng đối phương không gian ràng buộc va chạm phía dưới, phát ra trận trận nát vụn tiếng, không gian kia ràng buộc trong nháy mắt bị xé nứt mở một cái lỗ thủng tần trần mặc dù không từng đem không gian kia ràng buộc tất cả đều xé rách nhưng này không gian ràng buộc cũng không cách nào triệt để trói buộc chặt hắn mà tại không gian ràng buộc bị xé nứt trong nháy mắt rất nhiều hỏa diếm cũng đã giáng lâm xuống từng đạo vô tận hỏa diếm cuốn tới vây quanh từ tiêu đâu suốt cung tịch quyển ra ngoài đem phương thiên địa này hóa thành hỏa diếm hải dương hỏa diếm quốc độ hồn ma tộc tôn giả kêu lên một tiếng đau đớn trong lòng thất kinh trước Tần Trần dùng lợi kiếm xé rách hắn không gian ràng buộc, còn có thể nói là hắn không có để ý, bây giờ đối phương một lần nữa phá vỡ hắn không gian ràng buộc, để cho hồn ma tộc tôn giả hiểu được, trước mắt này Tần Trần thực lực xác định vượt qua hắn dự liệu. Người này tu vi mặc dù mới trung kỳ thánh chủ, nhưng thực lực vượt xa người khác. rầm rầm dầm, lúc này rất nhiều màu đen lợi nhận mới hoàn toàn cắn giết tại Tần Trần tử tiêu đâu suốt cung trên. Tần Trần cảm giác được chính mình tử tiêu đâu suốt cung từng đợt lay động, đồng thời tần trần cũng có từng đợt cảm giác hôn mê hắn thậm chí cảm thụ được từng đạo màu đen lợi nhận truyền đến sát khí xuyên thấu qua tử tiêu đâu xuất cung sau đó không có chút nào bỏ sót đánh ở trên người hắn khó trách đối phương trước tự tin như vậy mặc dù là tử tiêu đâu xuất cung lại cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản đối phương công kích tần trần trong lòng vi kinh nếu như không phải hắn có hoang cổ thánh thể man hoang chi thân còn có nguyệt quang thần thể cùng thể chất đáng sợ đem thân thể tu luyện tới cực hạn không muốn nói vậy từ từ tiêu đâu suốt cung trong truyền lại đến sát khí, chính là sát khí kia nặng ẩn chứa linh hồn trùng kích, cũng đủ để đem hắn chấn thương, thậm chí ngất đi tại chỗ. Tần Trần mới vừa nghĩ tới đây, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lại là từng đợt rầm rầm kêu vang, những thứ kia màu đen lợi nhận dường như vô cùng vô tận một giạc, lại một lần nữa đánh tại Tần Trần tử tiêu đâu suốt cung ở trên Tần Trần lập tức cũng biết, nếu muốn tiếp cận loại này phòng thủ phương pháp, hắn căn bản là chỉ có thể ở vào chịu đòn tình trạng. Minh Bạch đạo lý này sau, Tần Trần không có do dự chốc lát, thần bí kiếm gì cùng lục sắc yêu kiếm chính là cường hãn bổ ra. Hồn ma tộc tôn giả trong lòng đang ở thất kinh Tần Trần nhận tính, tại hắn màu đen lợi nhận sát chiêu xuống lại vẫn có thể kiên trì thời điểm, đã nhìn thấy hai đạo đáng sợ kiếm hồng theo từ tiêu đâu suốt cung phía dưới bổ ra. Âm, uhm, hai đạo kiếm quang tốc độ nhanh vô cùng, mới vừa mới bổ ra, thì cùng hắn thi triển ra màu đen lợi nhận đụng vào nhau. Hồn ma tộc tôn giả hoàn toàn thật không ngờ lúc này Tần Trần còn có năng lực phản kháng, chỉ có thể cứng rắn đỡ lại kiếm khí kia trong mang theo vĩnh hằng kiếm khí lúc đầu thì không cách nào thương tổn đến hắn, thế nhưng hai loại kiếm khí trong cư nhiên có hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, một loại là không gì sánh được âm lãnh linh hồn chi lực, trực tiếp đánh về phía linh hồn hắn, muốn hủy diệt hắn não hải. Mà đổi thành một loại là cực đáng sợ yêu lực, bắt đầu rót vào thân thể hắn, muốn hủy diệt hắn thân thể. Hai loại lực lượng dung hợp vào một chỗ, ngay lập tức sẽ cho hồn ma tộc tôn giả mang đến cực lớn phiền toái. Phốc, hắn tức khắc bị đánh bay rất ra ngoài, phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Đáng hận a, à, ta cư nhiên thụ thương. Hồn ma tộc tôn giả ánh mắt kinh sợ, hít mắt nhìn tần trần, không gì sánh được xâm hàn, như là cắn người khác lệ quỷ. Hắn đã cố ý rất chậm mới xuất hiện, cùng thu nhận đủ mạnh người tinh huyết, sinh mệnh còn có bản nguyên, thậm chí đem cổ thân thể này thật tốt quen thuộc một lần, cơ hồ nắm giữ cổ thân thể này tất cả lực lượng, thậm chí còn muốn tiếp tục ẩn giấu đi. Nếu như không phải tần trần liên tục bố trí trận pháp, hắn mơ hồ cảm giác được tần trần bố trí trận pháp sẽ ảnh hưởng đến hắn tính toán sau, hắn mới bị ép xuất hiện, sớm động thủ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng đã đem cổ thân thể này nắm giữ 78 phần 10, lại thêm hắn tôn giả cảnh giới lĩnh ngộ, bắt bất kỳ một cái nào hậu kỳ thánh chủ đều là dễ dàng, thậm chí ngay cả hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ, hắn cũng chưa chắc lưu ý, nhưng ai biết qua mấy lần, không những không có thể bắt tần trần, ngược lại còn thụ thương. Tiểu tử này rõ là tà môn, hồn ma tộc tôn giả ánh mắt giữ tợn nói ra, Đối diện, tần trần nhất kiếm đánh bay hồn ma tộc tôn giả, giống như mình không dễ chịu, thánh nguyên phiên trào phía dưới, kém điểm thụ đến cương ép xuất thủ phản phệ, vì tránh cho cùng hồn ma tộc tôn giả một dạng phun ra tiên huyết, tần trần chủ động bay rớt ra ngoài, ngừng lại thánh nguyên phiên trào. Trần, người không sao chứ? U thiên tuyết vội vàng nôn nóng tiến lên vẫn đạo ánh mắt băng lãnh nhìn hồn ma tộc tôn giả, này chính là cái này bí cảnh trong ẩn dấu viễn cổ cường giả, phỏng chừng thiết kế hãm hại bọn họ người. Bất kể là ai, muốn gây bất lợi cho tần trần nàng sẽ cùng đối phương liều mạng u thiên tuyết ánh mắt băng lãnh từng đạo cửu cực chi thủy huyền phù tại bên người nàng tản mát ra cuồn cuộn khí tức ta không sao thiên tuyết ngươi lui ra phía sau bảo vệ tốt chính mình tần trần hít mắt nói ra nhưng trong lòng rất là khiếp sợ này hồn ma tộc tôn giả đáng sợ nguyệt ma tộc thủ lĩnh đã đủ cường đại thế nhưng ở trước mặt hắn chỉ có thể bị tử tiêu đâu suốt cùng cùng thiên hỏa áp chế căn bản kiên trì không bao lâu Thế nhưng này hồn ma tộc tôn giả đang đối mặt từ tiêu đâu suốt khung thời điểm, cư nhiên hồn nhiên không hãi sợ, nếu như không phải thần bí kiếm gì quỷ dị, muốn đánh lui hắn, có lẽ tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Viễn cổ tôn giả, đúng là cường hãn, đây vẫn chỉ là đối phương nhất đạo toàn hồn đoạt xá sau duyên cố, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, sẽ có nhiều đáng sợ. Trong nháy mắt ở giữa chỉ sợ cũng có thể đem chính mình chém giết. Xem ra, chỉ có thể thi triển vạn giới ma thụ. Ừm. Um, tần Trần thân hình giãn ra, từng đạo không gian chi lực theo trong thân thể hắn oanh nhiễu ra, sau một khắc, ao ao, rất nhiều màu đen cành cây như là xúc tua một dạng, theo trong thân thể hắn điên cuồng tịch quyển ra, hướng về kia hồn ma tộc tôn giả bạo dũng ra, căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Chỉ một thoáng, trong thiên địa rất nhiều màu đen xúc tua cuồng vũ, cuồn cuộn ma khí che khuất bầu trời, dường như muốn đem thiên địa đều cho che đậy. Chương 3431, ma tộc mẫu thụ. Vạn giới ma thụ vừa ra, cả trong sơn cốc khắp nơi đều thấy cuồn cuộn khí tức, từng đạo ma khí tràn ra đi, đem cả tòa sơn cốc hóa thành ma khí hải dương. Loại ma khí này cũng không phải là hồn ma tộc tôn giả cùng nguyệt ma tộc những người đó trên thân tà ác ma khí, mà là không gì sánh được công chính, cuồn cuộn, đây thuần chính nhất ma khí, không theo bất luận cái gì thuộc tính khí tức. rất nhiều hắc ám xúc tua như là đại dương minh mông, điên cuồng vũ động, hướng hồn ma tộc tôn giả điên cuồng tịch quyển đi, mà ở vào ma khí xúc tua chính giữa tần trần, nháy mắt giữa, giống như là hóa thành vô trong ma một dạng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Này là thứ quỷ gì? Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến vương tông chủ, hư không đạo phỉ các thấy như vậy một màn, từng cái trong ánh mắt toát ra chấn động không gì sánh nổi vẻ, trong lòng chấn động mãnh liệt. Tiểu tử này làm sao đột nhiên hóa thân ma vương một dạng, chẳng lẽ hắn cũng là ma tộc? Không đúng, nếu như tần trần là ma tộc, như vậy trước cũng sẽ không đối nguyệt ma tộc người động thủ, với lại tần trần tuy là quanh thân ma khí, thế nhưng trên thân khí tức cũng vô cùng chính gốc, vẫn là nhân tộc lực. thế nhưng nhân tộc lại cũng có thể thi triển ma tộc lực. trong lúc nhất thời, trên sân tất cả mọi người sắp điên, tần trần thủ đoạn đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu, để cho bọn họ cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt, cho tất cả mọi người mãnh liệt lay động. âm uhm, vô tận ma khí xúc tua điên cuồng tuôn hướng hồn ma tộc tôn giả, thiên địa băng diệt, hư không chấn động, như là đại mạt nhật một dạng, mang đến vô tận hủy diệt lại rõ là vạn giới ma thụ, ta ma tộc trí cao vô thượng thần thụ, cư nhiên tại ngươi một cái nhân tộc tiểu tử trong tay. Hồn ma tộc tôn giả ánh mắt dữ tợn, trong con ngươi lóe ra trước đó chưa từng có kích động quang mang. Vạn giới ma thụ, đối với ma tộc ý nghĩa phi phàm, chính là thiên giới ma tộc mẫu thụ. Nghe đồn, vũ trụ mở ra, hỗn độn sinh ra, rất nhiều sinh linh sinh ra, trong thiên địa bản cũng không có ma tộc. Thế nhưng trong hỗn độn, lại đản sinh ra một gốc cây ma thụ, đó chính là vạn giới ma thụ, bởi vì vạn giới ma thụ thu nhận hỗn độn chi lực, phóng xuất ra vô tận ma khí, trong thiên địa mới dần dần xuất hiện thứ nhất ma tộc. Vạn giới ma thụ là ma tộc khởi nguyên chi thụ, tương đương với hỗn độn ma xào tại dị ma tộc địa vị. Chỉ bất quá, viễn cổ trong hỗn độn, thiên giới hỗn loạn, các chủng đại vu, đại ma nhóm cường giả san sát, hồng hoang tổ long cùng hỗn độn sinh linh, lẫn nhau đại chiến, đây xưa nhất chiến tranh, từ đó về sau, vạn giới ma thụ cũng liền biến mất, chỉ để lại một viên ma thụ hạt giống luôn luôn trưng bày tại ma tộc thánh địa, giao cho nhiều lần đảm nhiệm cường đại nhất ma tộc bảo hộ. Thế nhưng này một viên vạn giới ma thụ hạt giống, từ lúc phiến cổ trước cũng đã rơi mất, nghe đồn là bị ma tộc trong một chủng tộc trộm cướp mà đi, muốn khiêu chiến uyên ma tộc địa vị. Về sau chính là thiên giới đại chiến, tìm kiếm vạn giới ma thụ hạt giống sự tình tại ma tộc cũng liền dây dưa xuống. Nhưng hôm nay, vạn giới ma thụ lại xuất hiện tại một nhân tộc trong tay, để cho hồn ma tộc tôn giả làm sao không kích động. Vạn giới ma thụ, chính là ta ma tộc khởi nguyên chi thụ, ẩn chứa ta ma tộc nhất trí cao lực lược, chỉ cần được đến cây này, bản tôn một khi dung nhập trong cơ thể, ngày đêm thu nhận ma thụ bản nguyên, chẳng phải là cuối cùng có thể trở thành là ngự trị tại nguyên ma tộc trên trí cao ma tộc. Hồn ma tộc tôn giả ánh mắt hung hãn, như là yếu ớt sói đói, tàn mát ra trước đó chưa từng có u quang, gắt gao nhìn chằm chằm điên cuồng cuốn tới ma thụ xúc tua, kích động vạn phần. Ầm, ừ, trong cơ thể hắn, vô tận ma khí bốc lên, chỉ một thoáng, trong thiên địa như là trở thành ma khí hồn phách hải dương, từng đạo đáng sợ ma hồn lực tịch quyển ra, đồng thời này hồn ma tộc tôn giả trên thân, chợt bắt đầu oanh nhiễu ra từng đạo màu đen ma thực chi lực, cùng vạn giới ma thụ xúc tua đối kháng cùng một chỗ, lại ngăn cản vạn giới ma thụ xâm phạm. Vạn giới ma thụ điên cuồng vũ động, cư nhiên không cách nào xuyên thấu này hồn ma tộc tôn giả thân thể. Ha ha ha, ngươi làm sao cũng không nghĩ đến đi, bản tôn bây giờ là một cái thực ma tộc người, thực ma tộc chính là trong ma tộc có khả năng nhất cùng linh dược câu thông chủng tộc, bởi vì nghe đồn này thực ma tộc chính là thời đại viễn của một viên ma thụ chỗ sinh sôi ra chủng tộc, mà một gốc cây ma thụ, truyền thuyết chính là vạn giới ma thụ lúc đấy một mảnh lá cây biến thành. Hồn ma tộc tôn giả kích động cười to, trong thân thể, từng đạo thực ma tộc lực lượng oanh nhiễu ra, lại như là cùng tần trần trong cơ thể vạn giới ma thụ xuất hiện cộng minh nào đó, ngăn cản vạn giới ma thụ thôn vệ cùng tập kích. Hắc hắc, tiểu tử, trước bản tôn cũng đã biết được ngươi có vạn giới ma thụ, sao không có chuẩn bị, ngoan ngoãn đem này vạn giới ma thụ giao cho bản tôn đi, vật này, không phải ngươi một cái chính là nhân tộc có thể có được. Oanh một tiếng, hồn ma tộc tôn giả trên thân nở rộ vô tận thực ma lực, hai tay hắn bày thủ quyết, những thứ này thực ma lực nhanh chóng hóa thành tương đạo phù văn, muốn dung nhập vạn giới ma thụ xúc tua trong, đồng thời, này thực ma lực trong còn dung nhập hắn tôn giả cấp linh hồn, đúng là muốn thông qua vạn giới ma thụ xúc tua, trực tiếp tranh đoạt tần trần đối vạn giới ma thụ trưởng khống quyền. Tần trần hư lạnh một tiếng, cho mày, không nghĩ tới này hồn ma tộc tôn giả thật không ngờ xảo trá, biết hắn có vạn giới ma thụ, đã sớm chờ, làm tốt tranh đoạt chuẩn bị. Thế nhưng, hồn ma tộc tôn giả có chuẩn bị, cho là mình sẽ không có sao. Hư, này hồn ma tộc tôn giả là cao thủ ma tộc không giả, với lại hết lần này tới lần khác đoạt xá một cái thực ma tộc luyện dược đại sư, đổi thành phổ thông nhân tộc được đến vạn giới ma thụ khẳng định bị đối phương tranh đoạt đi nhưng đáng tiếc hắn gặp phải là mình a à. so ma đạo cảm ngộ chính mình chẳng lẽ còn kém tần trần cười lạnh một tiếng trong thân thể hắn một cổ cuồn cuộn ma tộc lực đột nhiên oanh nhiễu đi ra lão uyên ma lực tuy là tần ma đã tiến vào ma giới thế nhưng tần trần đối uyên ma chi đạo lý giải vẫn còn uyên ma đại đạo thi triển ra vạn giới ma thụ phía trên bộc phát ra lực lượng trong nháy mắt biến phải càng thêm khủng bố. Tần Trần toàn thân ma khí, như là trở thành một cái cao thủ ma tộc. Như thế vẫn chưa đủ, Tần Trần tại thôi động nguyên ma lực đồng thời, ngụ bí trong sinh tử ma điện, cũng bị hắn trong khoảnh khắc thôi động đi ra. Âm, um, Diêm La ma tộc chí bảo sinh tử ma điện hư ảnh, huyền phù tại Tần Trần đỉnh đầu, cùng từ tiêu đâu suốt cùng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau chìm nổi, thoáng chốc, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng ma khí, giống như đại dương tịch quyển đi ra, Xung nhập vào vạn giới ma thụ trong, hung hăng trùng kích tại hồn ma tộc tôn giả thi triển ra lực lượng trên. Âm ầm, tại ngưng tụ huyên ma lực cùng diêm la ma tộc lực vạn giới ma thụ dưới sự công kích, hồn ma tộc tôn giả thi triển ra thực ma lực trong nháy mắt bị tầng tầng nghiền ép, một cổ đáng sợ ma khí lực, đột nhiên đánh vào đến trong thân thể hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc một tiếng, hắn bay rất ra ngoài, miệng phun ma huyết, một kích này, so tần trần trước thần bí kiếm gì công kích càng đáng sợ hơn, kinh khủng uyên ma lực, trực tiếp rót vào đến thân thể hắn, rối loạn hắn ma nguyên. A, à, tiểu tử thối, nguyên ma lực, điều này sao có thể? Hồn ma tộc tôn giả khó có thể tin nhìn tần trần, phát ra như là cú đêm vậy thảm thiết gào thét. Chương 3432, người mình, hồn ma tộc tại trong ma tộc là cao cấp nhất một trong chủng tộc, cùng thánh ma tộc, từ ma tộc các loại chủng tộc một dạng, ngự trị tại nguyệt ma tộc các loại chủng tộc trên. Thế nhưng, đang đối mặt ma giới đệ nhất chủng tộc uyên ma tộc uyên ma chi lực lúc, này hồn ma tộc tôn giả hồn ma chi lực cùng thực ma lực lượng đều thụ đến áp chế, bị trong nháy mắt đánh tan phòng tuyến. Lực lượng đáng sợ ở trong cơ thể hắn bạo phát, khiến cho hắn trong nháy mắt thụ đến trọng thương. Nghĩ không ra, ta một nhân tộc, thi triển ra ma tộc công kích, cư nhiên so với nhân tộc lực đều phải hữu hiệu. Tần Trần cũng là có chút không nói gì, thì thào nói ra, tuy là hắn sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị chính mình nguyên ma chi lực kết hợp vạn giới ma thụ công kích cho kinh động đến. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uyên ma chi lực, trên người người tại sao sẽ có uyên ma chi lực, người rõ ràng chỉ là một cái nhân tộc. Hồn ma tộc tôn giả kinh sợ gào thét, quả thực đều nhanh sắp điên. Nếu như không phải hắn đã từng tự thân đã tiến vào tần trần linh hồn hải, biết được hắn là một cái thành thành thật thật nhân tộc cao thủ nói, hắn thậm chí đều có thể coi là tần trần là một vị uyên ma tộc cao thủ ngụy trang. Uyên ma chi lực, mà trong sơn cốc chỉ còn lại nguyệt ma tộc cao thủ đang nghe hồn ma tộc tôn giả gào thét sau, cũng đều khiếp sợ nhìn Tần Trần, dễ nhận thấy không thể nào hiểu được một nhân tộc trên thân tại sao sẽ có uyên ma chi lực. Thậm chí ngay cả Hỏa Ma Đan Thánh triển hiện ra khí thức đáng sợ, cũng làm bọn hắn hoảng sợ, đây là Hỏa Ma Đan Thánh đại sư sao? Vì sao cho bọn hắn cảm giác là như vậy xa lạ? Rầm rầm rầm, thi triển ra uyên ma chi lực, Tần Trần đối vạn giới ma thụ trưởng khống càng thêm tự nhiên rất nhiều xúc tua điên cuồng hướng về phía hồn ma tộc tôn giả tịch quyển đi, ầm, um, này hồn ma tộc tôn giả trực tiếp bị nổ xuống, rơi trong sơn cốc. Trên sơn cốc khoảng không, tử tiêu đâu xuất cung, sinh tử ma điện huyền phù, mang theo từng đạo xoay tròn thiên hỏa, tạo thành nhất nhất cuồn cuộn ngày tận thế hình ảnh, chân áp xuống, mà ở vào trong sơn cốc nguyệt ma tộc cao thủ đám người, tự như cùng tại ngày tận thế tới lúc người thường một dạng, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ tuyệt vọng. Đáng hận, hồn ma tộc tôn giả một kích phía dưới, không ngừng lùi lại, rốt cuộc lùi đến Nguyệt Ma tộc cao thủ đám người bên cạnh. Hỏa Ma Đan Thánh đại sư, Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh Khẩn Trương nói ra, một khi Hỏa Ma Đan Thánh không phải tần trần đối thủ, như vậy bọn họ những thứ này Nguyệt Ma tộc người cũng khó thoát khỏi cái chết. Hồn Ma tộc tôn giả trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn, "Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao?" Giọng nói rơi xuống, Hồn Ma tộc tôn giả thẳng quay đầu, yếu ớt ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Ma tộc cao thủ đám người, oanh, trong thân thể hắn, Từng đạo đen kỳ thực ma chi khí đột nhiên bốc lên ra ngoài, như là lợi nhận một dạng, trong nháy mắt xuyên thủng những thứ này nguyệt ma tộc cao thủ thân thể. Dư những thứ này nguyệt ma tộc những cao thủ tức khắc thống khổ gào thét, khó có thể tin nhìn hỏa ma đan thánh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nguyệt ma tộc thủ lĩnh hoảng sợ nhìn hồn ma tộc tôn giả, sợ hãi nói: Hỏa ma đan thánh đại sư, ngươi làm cái gì vậy? A, à, thực ma chi khí rót vào bên trong cơ thể của bọn họ, dĩ nhiên tại thu nhận bên trong cơ thể của bọn họ ma lực khiến cái này nguyệt ma tộc người hoảng sợ dẫy rủa phản kháng lên. Kiệt kiệt kiệt, làm cái gì? Dĩ nhiên là thôn vệ các ngươi lực lượng, các ngươi cũng thấy, này nhân tộc tiểu tử thực lực mạnh, vượt xa bản tôn dự liệu, không có cách nào chỉ có thể bắt các ngươi hành động, đừng trách ta, muốn trách thì trách này nhân tộc tiểu tử đi. Hồn ma tộc tôn giả nhe răng cười nói ra, thực ma tộc lực lượng bị hắn thôi động đến mức tận cùng, điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến những thứ này nguyệt ma tộc bên trong cơ thể, tức khắc rất nhiều nguyệt ma lực bị hắn thu nhận, nuốt chửng vào thân thể mình. Hỏa ma đan thánh đại sư, ngươi làm cái gì? Hỏa ma đan thánh tiền bối, chúng ta là người một nhà A. À. Rất nhiều nguyệt ma tộc cao thủ đều hoảng sợ gào thét. Người mình, kiệt kiệt kiệt, vẫn là nhận rõ thực tế đi, bản tôn căn bản không phải hỏa ma đan thánh A, à, thật các ngươi cũng đều nhìn ra đi, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Hồn ma tộc tôn giả ánh mắt dữ tợn, rất nhiều nguyệt ma lực dung nhập trong cơ thể hắn, khiến cho trên người hắn khí tức nhanh chóng bạo tăng. A, à, Ta thật là ác độc a." À. Nguyệt ma tộc thủ lĩnh tức giận gào thét, thanh âm thống khổ, đúng như hồn ma tộc tôn giả từng nói, bọn họ Nguyệt ma tộc người lại không phải là đồ ngốc, làm sao có thể không nhìn ra đối phương không thích hợp, chỉ là bọn hắn căn bản không muốn đi thừa nhận mà thôi. Giờ này khắc này, hắn thật tốt hận, thật hối hận, trước chưa cùng lấy ma lệ rời khỏi, có lẽ ma lệ đã sớm nhìn ra cái gì, chỉ là bọn họ đều bị lợi ích che đậy hai mắt. Vì sao? Lúc này Nguyệt ma tộc thủ lĩnh cũng trở về nhớ tới trước ma lệ từng nói, hỏa ma đan thánh chưa có trở về là một chuyện tốt, một khi trở về ngược lại nguy hiểm ý những lời này. Đáng tiếc bọn họ lúc đó căn bản không có nghe theo. a à, chẳng cần biết ngươi là ai, có phải hay không ta ma tộc cường giả, muốn thôn vệ chúng ta, không dễ dàng như vậy. Nguyệt ma tộc thủ lĩnh tức giận gào thét, oanh, trong thân thể hắn, đáng sợ nguyệt ma lực oanh nhiếu, cùng hắn dư nguyệt ma tộc cao thủ kết hợp lại, muốn ngăn cản này hồn ma tộc tôn giả thôn vệ. Thế nhưng, này hồn ma tộc tôn giả lại cười gần, muốn chống lại, vô dụng, ta hồn ma tộc, vốn là có thể thôn vệ vạn ma linh hồn, mà hỏa ma đan thánh cũng là thực ma tộc người, thực ma tộc, có thể hấp thu vạn ma dưỡng phân, lớn mạnh chính mình, hai cái kết hợp, trời cũng giúp ta, huống chi, bản tôn đã sớm tại trong sơn cốc này bày đại trận, các người toàn bộ sông vào này bí cảnh người, đều muốn trở thành bản tôn chất dinh dưỡng. Giọng nói rơi xuống, cả tòa sơn cốc ầm ầm rung động, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, trong sơn cốc, từng đạo âm lãnh tả ác đại trận toát ra ánh sáng chói mắt, đại trận này tồn tại ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, mang theo cổ xưa khí tức, biên cuồng trấn áp tại trên người mọi người. Sơn cốc dưới chân, từng đạo huyết sắc trận văn hiện lên, thôn phệ tất cả trong sơn cốc ngã xuống tinh huyết, sinh mệnh cùng bản nguyên. Chiến vương tông chủ bọn người hoảng sợ nhìn bốn phía, bọn họ một mực trong sơn cốc này đại chiến, căn bản không từng ngờ tới, trong sơn cốc này lại có kinh khủng như vậy một tòa đại trận, khó trách trước ngã xuống người nhiều như vậy, trong sơn cốc này mùi máu tanh cũng không nồng nặc, thậm chí pháp tắc chi lực đều tiêu tán được không còn một mảnh, lại trong lúc vô tình, tất cả đều bị quỷ dị này đại trận cho thôn phệ. Cũng may bọn họ chưa trọng thương, bằng không bọn hắn có một loại cảm giác, mình sẽ ở đại trận này phía dưới, trực tiếp đã bị luyện hóa. Kiệt kiệt kiệt, chớ phản kháng, trở thành bản tôn chất sinh dưỡng đi, yên tâm, người nguyệt ma tộc làm đóng góp, bản tôn nhất định sẽ nhớ kỹ. Hồn ma tộc tôn giả giữ tợn nói ra, hắn nhất định phải nhanh thôn phệ những thứ này nguyệt ma tộc cao thủ, mới có thể cùng tần trần đối kháng. Ngươi là hồn ma tộc người, ta hận a, à, nguyệt ma tộc thủ lĩnh thống khổ gào thét, lại hồn nhiên không có biện pháp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trong cơ thể ma lực trôi qua, nhanh chóng dung nhập vào hồn ma tộc tôn giả trong cơ thể. Tiểu tử, ngươi chờ, lập tức ngươi cũng sẽ trở thành bản tôn một cái chiến lợi phẩm, còn có các ngươi những này nhân tộc, đừng có gấp, bản tôn sẽ một chút chậm rãi thử. Hồn ma tộc tôn giả liếm đầu lưỡi, thần sắc dư tợn, chương 3433, sớm đã có chuẩn bị. Như vậy kinh người một màn, triệt để kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ, chiến vương tông chủ đám người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, từng cái trong lòng run sợ. Bọn họ tiến vào này bí cảnh, dễ nhận thấy đều là được đến này bí cảnh trong viễn cổ đại năng chịu truyền thừa, làm thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại đã trở thành này viễn cổ đại năng thú săn. Sớm biết như vậy, bọn họ làm sao cũng không thể xông vào vào đây khiến thần đạo chim ưng nam tử khó có thể tin nói, ta lần trước vào đây, vì sao có thể yên ổn ra ngoài. Nếu như đối phương xem là vì thôn vệ người khác tinh huyết, lấy được lực lượng nói, hắn làm sao cũng không khả năng rời khỏi A. À. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngu ngốc, khiến thần đạo đại đương ra ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, lão tam, ngươi trở thành kẻ khác mồi ngươi cư nhiên cũng không biết, hư, trước đây ngươi có thể được đến thiên đạo nguyên quả rời khỏi, tất nhiên là đối phương cố ý làm như thế, xem chỉ là vì có thể đủ để cho nhiều người hơn vào đây, nhưng đáng tiếc chúng ta Thái Bạch Si, cư nhiên bị đối phương đùa giỡn xoay quanh. Chiến vương tông chủ đám người nghe vậy, không khỏi kinh sợ quay tới, nói các người khiển thần đạo đã sớm đã tiến vào ở đây. Khiển thần đạo đại đương ra khí sắc tối tăm, lạnh lùng nhìn chiến vương tông chủ một cái, nói chư vị, bây giờ không phải là tính toán những khi này, mọi người vẫn là ngẫm lại, sau đó chúng ta nên xử trí như thế nào thoát ra đi. Um, cả tòa trong đại trận, cuồn cuộn trận quang oanh nhiễu rất nhiều trận văn dâng lên, làm cho những nguyệt ma tộc đó cao thủ lực lượng điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến hồn ma tộc tôn giả trong thân thể. Đồng thời, này một tòa đại trận điên cuồng xoay tròn, lực lượng đáng sợ liên tục nghiền ép lên đến, hướng trong sơn cốc tất cả mọi người trấn áp xuống. Hư, người cho rằng bản thiếu không có chuẩn bị sao? Thấy như vậy một màn, Tần Trần cười lạnh một tiếng, trong thân thể, một cổ lực lượng đáng sợ phóng lên cao chỉ một thoáng, dẫn động trước hắn bố trí xuống rất nhiều trận kỳ. Ông ông vù vù, trong sơn cốc, lại là một cổ trận quang dâng lên, là tần trần trước bố trí xuống trận kỳ, tại tỏa ra hào quang, dường như muốn bộc phát ra thần uy. Hồn ma tộc tôn giả cười ha ha, sắc mặt dữ tợn, tiểu tử, lại cùng bản tôn so đấu trận pháp, ngươi nhưng có biết, này vô số vạn năm đến, bản tôn một mực thu nhận thiên độc đan tôn kinh nghiệp, nắm giữ hắn tất cả mọi thứ, tuy là ta hồn ma tộc tại trận pháp nhất đạo, cũng không có cái gì thiên phú, thế nhưng những năm gần đây bản tôn ngày qua ngày tu luyện đã sớm tại trận pháp nhất đạo ở trên đạt đến một cái trình độ kinh người người một cái nhân tộc tiểu tử cũng muốn cùng bản tỏa tại trận pháp một đường phía trên đối kháng hồn ma tộc tôn giả ánh mắt băng lãnh không sợ chút nào cười ha ha liên tục thôn về nguyệt ma tộc cường giả trên thân lực lược trên thân khí tức liên tục tăng vọt tần trần cười lạnh nói trận đạo cũng không phải là tiếp cận thời gian tích tụ là được rồi giọng nói rơi xuống Tần Trần bỗng dưng thôi động trong cơ thể Bổ Thiên Trùy, oanh một tiếng, một cổ vô hình trận quang tại trong sơn cốc này tràn ra đi. Đây Tần Trần lần đầu tiên chân chính thôi động Bổ Thiên Cung truyền thừa chí bảo Bổ Thiên Trùy, này Bổ Thiên Trùy vừa ra, toàn bộ sơn cốc ù ù tiếng nổ, Tần Trần bố trí xuống trận kỳ, bỗng nhiên hiển lộ tài năng, một cổ trước đó chưa từng có trận đạo lực lượng, điên cuồng dâng lên, cùng hồn ma tộc tôn giả bố trí trận pháp ầm ầm đụng vào nhau. Ken két két, hai tòa đại trận va chạm, lại bộc phát ra kịch liệt tiếng sấm làm sao có thể, hồn ma tộc tôn giả thất kinh, tần trần một nhân tộc trung kỳ thánh chủ, làm sao có thể có mênh mông như vậy trận đạo tạo nghệ. Trong thiên địa, một tòa cổ xưa trận đạo khí tức hiện ra, là thánh trận thập nhị trọng thiên, theo bổ thiên trùy trong phút chốc thả ra ngoài. Này thánh trận thập nhị trọng thiên, đại diện trận pháp thập cảnh giới thứ hai, là thiên công tác tại thiên giới khảo nghiệm đệ tử thủ đoạn, mà thiên công tác chính là thiên giới cao cấp nhất luyện khí một trong những thế lực, tại trận đạo phương diện tạo nghệ, cực đáng sợ này một cổ khí thực oanh nhiếu kết hợp bổ thiên tri thuật lại dung nhập vào này hồn ma tộc tôn giả bố trí trong đại trận ầm trong sơn cốc trận pháp cuồn cuộn hồn ma tộc tôn giả bố trí xuống đại trận ầm ầm vỡ nát phốc tức khắc đang ở điên cuồng thôn phệ nguyệt ma tộc lực lượng hồn ma tộc tôn giả thụ đến trận pháp phản phệ phun ra một ngụm máu tươi đáng hận a à, cho ta thôn phệ này hồn ma tộc tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng một trường rơi vào nguyệt ma tộc thủ lĩnh đầu trên chợt thôn phệ hắn lực lượng tuy là mất đi trận pháp, thế nhưng này hồn ma tộc tôn giả, lại càng dữ tợn, chỉ cần thu nhận đầy đủ ma lực, hắn không tin không phải tần trần đối thủ. a à, liền nghe được kêu thê lương thảm thiết, này nguyệt ma tộc thủ lĩnh cùng nguyệt ma tộc những cao thủ ào ào nổ bể ra đến, hóa thành đáng sợ ma lực bản nguyên, bị hồn ma tộc tôn giả thôn phệ. Những thứ này nguyệt ma tộc người cũng là đáng thương, tự cho là nắm giữ tất cả, nhưng cuối cùng không chết ở nhân tộc trong tay, ngược lại là chết ở chính mình ma tộc nhân thủ trong. Ha ha ha, Hồn ma tộc tôn giả giữ tợn cười to nói, chỉ là hắn tiếng cười chưa xuống, đột nhiên, sắc mặt đại biến. Hắn bạch 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 lui lại, giơ bàn tay lên, kinh sợ nhìn nguyệt ma tộc người bản nguyên trong từng cổ một đáng sợ độc khí, những này độc khí đang ở rót vào trong cơ thể hắn, không khỏi cả giận nói, đây là cái gì? Thiên độc thương hỏa, còn nữa, kinh khủng tai nan chi lực, ngươi, ngươi đối với mấy cái này nguyệt ma tộc người làm cái gì? Này hồn ma tộc tôn giả kinh sợ vạn phần, hắn vốn định thu nhận nguyệt ma tộc cao thủ trong cơ thể lực lượng bản nguyên, để thăng chính mình, lại tuyệt đối không ngờ rằng, những ma tộc này bản nguyên trong, lại có chứa mãnh liệt kịch độc, hôm nay những thứ này kịch độc kèm theo nguyệt ma tộc nhân ma lực, dĩ nhiên tiến vào trong cơ thể hắn, tại trong thân thể hắn điên cuồng lan ra. Phốc, trong miệng hắn liên tục phun ra ma huyết, kinh sợ vạn phần. Tần trần trên mặt rốt cục lộ ra cười nhạt ý, cười ha ha nói, hồn ma tôn người, người tự cho là trưởng khống tất cả, thế nhưng người cũng không biết, thật ta đã sớm đoán được ngươi quỷ kế ngươi đừng quên ngươi đại lượng linh hồn bị ta thôn phệ này linh hồn chi lực bị vạn giới ma thụ thu nhận trong rất nhiều ký ức đều bị ta nắm giữ sở dĩ ngươi tại trong sơn cốc này bố trí tất cả tuy là bản thiếu cũng không phải hoàn toàn biết được nhưng là có biết một hai với lại bản thiếu đã sớm biết ngươi ẩn giấu ở phụ cận đây bởi vì đây là ngươi vô số vạn năm đến bố trí ngươi tất nhiên không nỡ đem các loại bố trí tất cả đều buông tha Tần trần từng bước hướng đi trước, nhìn cả người vẫn là dâng lên độc hỏa, kinh sợ vạn phần hồn ma tộc tôn giả, cười lạnh nói, những thứ này nguyệt ma tộc người thực lực thật là mạnh, thế nhưng lấy bản thiếu thực lực, muốn chém giết bọn họ, sao lại khó khăn như vậy? Bản thiếu sở dĩ để cho bọn họ luôn luôn sống, bị từ tiêu đâu suốt cùng chân áp, xem chính là vì tại bên trong cơ thể của bọn họ hạ xuống vô thượng độc thuật A. Không có khả năng, hồn ma tộc tôn giả liên tục áp chế trong cơ thể kịch độc phép tắc cả giận nói, người làm sao có thể dự liệu được ta sẽ thôn vệ những thứ này nguyệt ma tộc bên trong cơ thể bản nguyên, mà sớm hơn chuẩn bị. chương 3434, lòng độc ác cơ. Tần Trần cười nhạo một tiếng, cái này còn cần dự liệu sao? Các ngươi ma tộc người tính tình, bản thiếu thấy nhiều, vì đề thăng chính mình, chuyện gì làm không được. Những thứ này nguyệt ma tộc người chính là tốt nhất chất dinh dưỡng, người sẽ cam lòng buông tha. Ngươi, này hồn ma tộc tôn giả rốt cuộc xuất hiện sợ hãi, hắn làm sao cũng thật không ngờ, chính mình bố trí xuống tất cả, lại tất cả đều tại tần trần trong kế hoạch của. Người thật là ác độc tâm cơ, hắn giận dữ hết, tâm cơ sao, hừ, ở nơi này thiên giới sinh tồn, không chút tâm tư, không đã sớm bị các ngươi những lão quái vật này ăn xương đều không thừa. Tần trần cười nhạo, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy thì thế nào, chỉ bằng còn con này độc vật, thì có khả năng chế trụ ta, chớ quên, ta cũng nhận được thiên độc đan tôn tất cả, thiên hạ độc chi quy tắc, đều ở ta nắm giữ. Hồn ma tộc tôn giả gào thét một tiếng, trên thân từng đạo hắc quang lập lè, dĩ nhiên tại áp chế trong cơ thể thiên độc thương hỏa cùng tại tai ách minh hỏa sở sinh sinh kịch độc. Hừ, những độc tố này, cũng không phải là vì giết ngươi, giết ngươi, còn có vật khác. Tần trần ánh mắt ngưng lại, trên thân thể, đột nhiên dâng lên từng đạo đáng sợ lôi quang, đây tần trần lôi đình huyết mạch, những lôi quang này vừa xuất hiện, tựa như cùng thiên phạt một dạng, oanh nhiễu tại tần trần trong tay thần bí kiếm gì ở trên hướng về phía hồn ma tộc tôn giả hung hãn chém xuống đi lôi đình pháp tắc hồn ma tộc tôn giả lại quát một tiếng liền muốn ra tay ngăn cản chỉ là hắn lại căn bản không thể chống đỡ được này lôi đình chi lực suy một tiếng đáng sợ lôi quang rơi ở trên người hắn hắn cả người ma khí trong nháy mắt phát ra suy suy tiếng đang điên cuồng ăn mòn à đây không phải là phổ thông lôi đình pháp tắc đây là lực lượng gì tại sao sẽ có chứa kinh khủng như vậy hủy diệt chi lực hồn ma tộc tôn giả cơ hồ điên mất, những lực lượng này tiến vào trong thân thể hắn, dĩ nhiên tại nhanh chóng tiêu trừ trong cơ thể hắn ma khí, kể cả độc kia pháp tắc, thậm chí ngay cả hắn tôn giả lực cũng ngăn cản không được. Tần trần chân mày cao lại, lôi đình huyết mạch là hắn đòn sát thủ, nghĩ không ra ở vào thời điểm này thật không ngờ hiệu quả, mà ngay cả đối phương tôn giả lực đều có thể tiêu trừ. Ta đây lôi đình chi lực, đúng là lai lịch phi phàm, phụ thân, người đến là ai? Tần trần trong lòng chấn động, trong tay công kích cũng không ngừng, một chút điên cuồng luyện hóa hồn ma tộc tôn giả, hắn tại lôi quang cùng độc khí bao vây phía dưới, thống khổ dẫy dụa, khí tức liên tục tiêu trừ. Trong sân cốc, chiến vương tông chủ cùng hư không đạo phỉ các nhìn đều kinh sợ ở, cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt, tần trần dĩ nhiên tại đẻ đối phương đánh, đây chính là một cái viễn cổ đại năng, ma tộc tôn giả a, à, mặc dù là chỉ còn dư lại viễn cổ một chút tàn hồn, như thế nào một cái trung kỳ thánh chủ có thể đơn giản mặt sát. Tất cả mọi người nhìn đều có thể điên mất, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng ta à, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, hủy diệt. Suốt cục, này hồn ma tộc tôn giả tại thời khắc quan trọng, nổi giận gầm lên một tiếng, dường như thôi động bí mật gì đồ đạc, ầm ầm, cả tòa sơn cốc ầm ầm rung động, thậm chí này cả một cái cuồn cuộn bí cảnh, cũng ở đây kịch liệt lay động. Trong thiên địa, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, cả tòa bí cảnh giống như là muốn sụp đổ. Này hồn ma tộc tôn giả biết rõ không địch lại tần chân, lại dẫn bạo cả tòa bí cảnh, như vậy bí cảnh, một khi nổ bể ra đến, sẽ là bực nào cảnh tượng. Âm, um, trong khoảnh khắc, vô tận khí tức hủy diệt, theo bốn phương tám hướng cuốn tới, đồng thời, từ nơi này bí cảnh người xó xỉnh, ảo ảo bay đi ra từng đạo màu đen lưu quang, hướng tần trần hung hãn bổ xuống dưới. Không tốt nguy hiểm, tần trần trong lòng chợt dâng lên một chút mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhìn hắn không được hắn, vội vàng thôi động từ tiêu đâu xuất khung, điên cuồng để che trước mặt mình. Liền nghe được oanh một tiếng, này 10 đạo lưu quang, dĩ nhiên là 10 cái đen kịt móng tay, mang theo vô tận uy lực, nhắm ngay tần trần chợt rơi xuống, hung hăng nện ở tử tiêu đâu suốt cung trên, loảng xoảng một tiếng, tử tiêu đâu suốt cung kịch liệt chấn động, 10 ngón tay nổ lên, tử tiêu đâu suốt cung cư nhiên bị này 10 cái móng tay oanh kịch liệt tiếng rung, một cổ đáng sợ ma khí ẩm ẩm xông vào đến tần trần trong cơ thể. Qua, wow, tần trần thân thể chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, mà hồn ma tộc tôn giả rốt cục nắm lấy cơ hội, thiêu đốt linh hồn, đại khôn hồn ma điển hồn độn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành ma đạo ánh sáng, nhân cơ hội này, theo tần trần vây khốn trong chợt lao ra, phút chốc nhập vào nhất đạo hư không trong cái khe, đột nhiên biến mất. Không tốt, tần trần kinh hãi, hoãn qua thần lai hắn, ngay lập tức sẽ muốn hướng hồn ma tộc tôn giả truy kích đi. Khác tần trần đều không lo lắng, mấu chốt là người này biết được trên người hắn có vạn giới ma thuộc tin tức, một khi tại trong ma tộc truyền ra ngoài, tần trần liền thật phiền phức, Đến thời điểm toàn bộ ma tộc đều muốn truy sát chính mình, muốn đoạt đi trên người mình bảo vật. Bảo, chỉ là Tần Trần vừa mới chuẩn bị truy sát ra ngoài, theo hư không trong khe, đột nhiên tuôn ra đến một cổ thông thiên ma khí, đáng sợ ma lực tịch quyển, đem Tần Trần đẩy lui, dễ nhận thấy hồn ma tộc tôn giả biết được Tần Trần sẽ truy sát tới, ngay lập tức sẽ lại thi triển ra bí pháp, ngăn chờ Tần Trần truy kích. Chúng ta cũng đi, lúc này Chiến Vương tông chủ, hư không đạo phỉ đám người thấy thế, cảm thụ được bên ngoài sơn cốc bí cảnh, nhìn này sắp hủy diệt bí cảnh, vội vàng khẽ quát một tiếng, từng cái phóng lên cao, liền muốn rời đi nơi này. Trước bọn họ là hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, bây giờ thấy có cơ hội, chỗ nào còn muốn lưu lại, gấp rút sẽ phải rời khỏi. Đáng chết, tần trần ánh mắt âm trầm, chỉ có thể để xuống đối hồn ma tôn người truy sát, khoát tay, thiên địa thần thông thi triển, đồng thời từ tiêu đâu suốt cùng nhanh chóng xoay tròn, rất nhiều thiên hỏa điên cuồng xoay quanh, đem vùng thế giới này cầm cố, ngăn cản chiến vương tông chủ đám người thoát khỏi nếu để cho chiến vương tông chủ đám người rời đi nơi này tần trần cũng sẽ có vô tận phiền toái dù sao trên người hắn rất nhiều bảo vật một khi bộc lộ ra đi thiên giới cũng sẽ rung động các hạ muốn làm cái gì chúng ta đều là nhân tộc hà tất tự giết lẫn nhau chiến vương tông chủ đám người thấy thế sắc mặt đại biến kinh sợ nhìn tần trần một lòng thâm trầm xuống tần trần lại muốn ngăn cản bọn họ rời khỏi đây chuẩn bị làm cái gì các hạ người ta đều là nhân tộc còn không truy đuổi tung tích ma tộc người lưu ta lại cùng làm cái gì? Ám bức thánh chủ, cũng trầm giọng nói ra, ánh mắt lập lòe. Hừ, làm cái gì? Thần phục bản thiếu, hoặc giả, chết. Tần Trần lười nhắc lời thừa, trực tiếp mở miệng. Các hạ quá phận đi, lại để cho chúng ta thần phục, tuy là các hạ trước đã cứu chúng ta, thế nhưng... Chiến vương tông chủ còn muốn nói, Tần Trần lại lười nói nữa cái gì, ánh mắt phát lạnh, trong thân thể, rất nhiều màu đen xúc tua đột nhiên bạo quyển ra, rầm rầm rầm, trong nháy mắt đánh úp về phía này mấy đại thế lực lưu xuống cao thủ. Đáng hận, ám bức thánh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị thoát đi, thế nhưng trong sơn cốc này, đại trận oanh nhiễu, lại thêm từ tiêu đâu suốt cùng cùng rất nhiều thiên hỏa, cùng với vạn giới ma thụ ràng buộc, này mấy đại thế lực người nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có thể cùng tần trần đối kháng một cái, thế nhưng hiện tại trạng thái trọng thương phía dưới, làm sao có thể là tần trần đối thủ, trong nháy mắt đã bị tần trần tịch quyển ra màu đen xúc tua cuốn chúng, từng cái xuyên thấu thân thể, thu, sau một khắc, tất cả mọi người bị tần trần đột nhiên thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. ầm um, sau đó tần trần dọc theo hư không thông đạo, đột nhiên lóe lên, hướng hồn ma tộc tôn giả chỗ, nhanh chóng truy tung đi. chương 3435, Bí cảnh hủy diệt. Hô, hư không vô tận trong thông đạo, tần trần nhanh chóng bay đi, bắt hồn ma tộc tôn giả khí tức. Siêu, sau một khắc, hắn xuất hiện tại một mảnh hư vô không gian trong, tại hắn quanh thân, là từng đạo hư không triều tịch, hắn lại lại lần nữa trở lại hư không chiều tịch hải trong. Thế nhưng trước mắt hắn, cũng không có phát hiện hồn ma tôn giả tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần, hồn ma tộc tôn giả dường như không ở nơi này. Tần Trần bên cạnh, U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong xuất hiện, sắc mặt khó coi nói ra, dễ nhận thấy cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, Tần Trần trên người có quá nhiều bảo vật không có khả năng bại lộ, bằng không đối mặt có thể chỉ là diệu diệt phủ chủ hạng nhân vật này, thậm chí thiên giới một ít đỉnh cấp tôn giả cũng sẽ chạy tới. Ân, Tần Trần gật đầu, ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói, yên tâm, tên kia chạy không thoát, trước hắn chịu ta lôi đỉnh huyết mạch công kích, thông qua mệnh vận trường hà, ta có thể rõ ràng cảm thụ được hắn tồn tại, chỉ cần hắn không chết, ta thì có khả năng tìm được vị trí hắn. Tần Trần ngữ khí băng lãnh nói ra, ở nơi này hư không triều tịch hải, ta cũng không tin người này có thể chạy trốn tới đâu đây, hả? Tần Trần đột nhiên cau mày, liền thấy xa xa hư không chiều tịch hải chỗ sâu, có từng đạo lưu quang bay đi mà tới. Có người tới, U Thiên Tuyết cao mày nói, Tần Trần hít mắt, tuy là những người này vẫn còn ở xa xa, nhưng Tần Trần có thể cảm thụ được, những người này trên thân mang theo hư không chiều tịch hải có một khí tức, cùng chiến vương tông chủ cùng với hư không đạo phỉ bọn họ cực cùng loại, hiển nhiên là này hư không triều tịch hải bên trong thổ sinh thổ trường cao thủ. Chắc là này hư không trợ phiên trong sau tới đón đến tin tức, đi tới nơi này bí cảnh phụ cận người, cũng muốn lấy được này bí cảnh trong bảo vật, nhưng đáng tiếc bọn họ tới chậm, mất đi tiến vào bí cảnh cơ hội. Tần Trần cao mày nói ra, đi, chúng ta rời đi nơi này. Tần Trần căn bản không nghĩ cùng những thứ này hư không chiều tịch hải người gặp mặt, hắn hiện tại chỉ muốn truy sát hồn ma tộc tôn giả, chỉ là hắn vừa dứt lời xuống. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên liền nghe được một trận ken kết thanh âm truyền đến, cùng lúc đó, sau lưng của hắn truyền lại đến một cổ cực kỳ hung ác không gian ba động, Thậm chí ngay cả bốn phía không gian đều phát ra tiếng ken két, một cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác nguy hiểm oanh nhiễu tại hắn đầu, đưa hắn cả người lông tơ đều tất cả đều lật ngược lại. Không được, Tần Trần quay đầu, liền thấy trước mắt hư không hư không chiều tịch hải trong, một cái bí cảnh như ẩn như hiện, đúng là thiên độc đan tôn chỗ bí cảnh, có thể lúc này, này bí cảnh kịch liệt bành trướng, mang theo khí tức hủy diệt, điên cuồng mở rộng. Tần Trần khí sắc tức khắc đại biến, này hồn ma tộc tôn giả tốt thủ đoạn tàn nhẫn, vì mình chạy trốn lại dẫn bạo cả tòa bí cảnh, hiện tại cả tòa bí cảnh đều ở vào bên bờ tan vỡ, trong nháy mắt sẽ nổ lên. Tần Trần cảm thụ được trước mắt bí cảnh phát ra khí thức hung ác càng ngày càng nặng, thậm chí còn mang theo một tia không gian sụp đổ. Tần Trần có một loại cảm giác, một khi này bí cảnh chợt nổ tung lên, mặc dù là lấy hắn tu vi cũng sẽ thịt nát xương tan, tại chỗ ngã xuống. Đi, vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, Tần Trần cũng không dám, nữa lưu tại hư không chiều tịch hải trong, hướng về phía ưu thiên tuyết cùng đao vương mộ chi phong quát chói tai một tiếng khoát tay trực tiếp đem hai người thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong xuống khoảnh khắc tần trần mình cũng tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong hả ban nãy ở đây vài người đây làm sao trong nháy mắt cũng không thấy lại tần trần ba người tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt xa xa không ít lưu quang liền bay đi tới những người này trên thân áo bảo khác nhau có là hư không triều tịch hải trong thương đội cũng có hư không triều tịch hải trong hư không đạo phỉ Đúng như Tần Trần dự liệu vậy, những người này đều là ở trên hư không trợ phiên trong nghe đến đó có bí cảnh tin tức tiếp tục chạy tới người. Chỉ là bọn hắn luôn luôn tìm không được bí cảnh cửa vào, trước có tiểu bộ phân người cảm thụ được ở đây không gian ba động, lập tức liền chạy tới. Nhưng ai biết bọn họ chạy tới sau, trước bọn họ chứng kiến ba cái da hỏa lại quỷ dị biến mất. Lão đại, ba tên kia không thấy, chúng ta làm sao bây giờ? Trong một cái hư không đạo phỉ hướng về phía một cái to lớn hậu kỳ thánh chủ nói ra, ánh mắt hung hãn Hừ, chúng ta trước luôn luôn phong tỏa ngăn cản ở đây, bất kỳ người nào muốn đi tới nơi này đều phải đi qua chúng ta ánh mắt, nhưng mới rồi ba tên kia là đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bọn họ vô cùng có khả năng chính là theo bí cảnh chạy vừa đi ra, nhất định phải tìm được bọn họ, trên người bọn họ tất nhiên có theo bí cảnh trong mang ra ngoài bảo vật, nhất định là thấy chúng ta qua đến sau trốn đi, liền ở phụ cận đây, tuyệt đối không chạy được rất xa. Đại Hán khôi ngô trong ánh mắt tản mát ra yếu ớt hàn mang, lớn tiếng nói ra. Đúng lão đại mấy tên kia khẳng định dấu ở phụ cận đây thật tốt tìm xem hả lão đại đây là cái gì nhóm người này đang chuẩn bị điều tra xuống bốn phía trong một tên đạo phỉ đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước đột nhiên xé rách nhất đạo thật lớn lỗ thủng có một ít ngây người nói ra cái gì đại hán khôi ngô nhướng mày quay đầu vừa mới chuẩn bị mở miệng trong ánh mắt lại bộc lộ ra ngoài vô tận ý sợ hãi liền quát ầm lên là không gian sụp đổ không tốt đi oanh chỉ là không chờ bọn họ xoay người đáng sợ bạo tạc đột nhiên vang lên trước mấy người này đứng chỗ đã trở thành một mảnh hư vô kinh khủng không gian lạp tử cùng sụp đổ lực trực tiếp bức xạ ra nguyên bản đứng ở chỗ này một đám người giống như bị biển gầm vỗ chúng bọt biển một dạng, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn tiêu tán không thấy ầm uhm, cả tòa hư không triều tịch hải bên trong phương viên mấy vạn dặm đều phát sinh kinh thiên bạo tạc này hư không triều tịch hải trong trong khoảnh khắc xuất hiện một vùng không gian hắc động toàn bộ ở nơi này trong phạm vi võ giả tất cả đều ngã xuống, trực tiếp hóa thành bụi phấn, không có một cái sống sót. Mấy cái mới nhận được tin tức, theo hư không trợ phiên chạy tới võ giả hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, từng cái bị xung kích sóng chấn động đến mức bay rất ra ngoài, mỗi cái khạc ra tiên huyết, sau đó hoảng sợ xoay người rời đi. Này không phải cái gì bí cảnh bảo địa, rõ ràng là tử vong thâm nguyên A. Mà trước xuất hiện tại hư không chiều tịch hải trong bí cảnh, đột nhiên thì bạo tạc biến mất tin tức, cũng giống một trận gió một dạng, nhanh chóng ở nơi này hư không chiều tịch hải trong truyền bá ra ngoài. Giờ khắc này ở Tần Trần trước đứng chỗ, toàn bộ hư không đều đã hóa thành một mảnh hư vô. Tần Trần thần thức cẩn thận từng ly từng tí mở rộng ra ngoài, lại phát hiện càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên ngoài khắp nơi đều thấy không gian sụp đổ, không gian sụp đổ, nếu như bây giờ hắn ở bên ngoài, coi như là thân thể cường thịnh trở lại cũng bị xé rách thành mảnh vụn, không muốn nói một người, chính là hắn thần thức cũng bị bên ngoài đáng sợ kia bạo tạc thôn phệ. Tần Trần trong lòng thất kinh nếu như không phải hắn tránh né kịp thời, trước tiên liền tiến vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, nói không chừng đã bị trước bên ngoài mấy người cho dây dưa đến, chỉ cần hắn có một do dự, bị kinh khủng kia bí cảnh bạo tạc trùng kích đến, hắn còn có thể hay không thể càn khôn tạo hóa ngọc điệp vẫn là khó nói. Trường 3436 còn dám trang bức, coi như là có thể đi vào, phỏng chừng cũng là bị thương tàn phế kết quả. Với lại loại đáng sợ này bạo liệt, bình thường tiểu thế giới căn bản là không ngăn được, cho dù một ít đại năng không gian thần thông cũng sẽ bị loại này bạo liệt xé rách đến, cũng may hắn còn có cản khôn tạo hóa ngọc điệp, bằng không lúc này hắn cũng xong đời. Hồn ma tộc tôn giả thật sự là quá âm hiểm, này bí cảnh bạo tạc tuyệt đối là hắn tính toán kỹ, thời gian này tính toán quá chuẩn, bất kể là dùng đến chôn giết cao thủ, vẫn để cho chính mình chạy trốn, đều hết sức chính xác. Hôm nay bên ngoài đều là kinh khủng hư không loạn lưu cùng không gian sụp đổ, tạm thời chắc chắn sẽ không biến mất, tần Trần tự nhiên không thể đi ra ngoài mà đợi đến tần trần có thể sau khi ra ngoài, tên kia không biết đều đã chạy đi nơi đâu. Không được, có lẽ tại nơi hồn ma tộc tôn giả trong mắt, tần trần căn bản không khả năng tránh thoát này bạo tạc, có lẽ nhận định hắn đã chết ở chỗ này cũng không nhất định. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần, người không sao chứ, thiên tuyết rời khỏi đi tới, đao vương mộ chi phong cũng đi tới gần. Ta không sao, tần trần lắc đầu, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng ra ngoài trước tiên ở ở đây an dưỡng một cái vừa lúc đem những tên kia cho thu phục tần trần tâm tình có một ít tối tăm hôm nay để cho hồn ma tộc tôn giả chạy mất trở về chính mình tuy là có thể căn cứ vận mệnh lực tìm được hắn nhưng đối phương đi càng lâu tìm được hắn độ khó cũng liền càng lớn tần trần cũng không biết lần này bảo tạc hư không sụp đổ sẽ tiếp diễn bao lâu cũng may tần trần cũng sẽ không lãng phí thời gian hắn lập tức đi tới vạn giới ma thụ phía dưới liền thấy chiến vương tông chủ đám người ào ào bị giam cầm ở ở đây, kinh sợ nhìn tần trần. Tiểu tử, ở đây là địa phương nào? Mau đem chúng ta buông ra, ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ làm cho hư không chiều tịch hải tức giận sao? Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai? Tần trần vừa qua đến, ám bức thánh chủ liền băng lãnh mở miệng, trong ánh mắt mang theo cắn người khác sát cơ, u ám nhìn chằm chằm tần trần. Hư, đến ta trong tiểu thế giới, còn dám kiêu ngạo. Tần trần hư lạnh một tiếng, khoát tay, ám bức thánh chủ liền bị tần trần nhiếp lấy tới trước mặt, tại trong hư không hoảng sợ dẫy dụa, nhưng căn bản vô lực tránh thoát, phảng phất tại ở đây, hắn chỉ là luôn luôn loài run dế, mà tần trần chính là ở đây thần linh, có thể đơn giản trưởng khống bọn họ sinh tử. Tiểu thế giới, quả nhiên là người tiểu thế giới, người lại có như vậy hoàn thiện tiểu thế giới, người đến là ai? Chiến vương tông chủ đám người hoảng sợ nhìn một màn này, trên thực tế, bọn họ trước cũng đã có suy đoán, chỉ là không thể tin được mà thôi, nhưng hôm nay thấy tần trần tùy ý trưởng khống ở đây phép tắc đồng thời đơn giản liền đem ám bức thánh chủ bắt tới từng cái tất cả đều vạn phần hoảng sợ tiểu thế giới bọn họ chỉ là tại trong tin đồn nghe nói qua mà thôi đây chính là tôn giả cũng chưa chắc có đáng sợ bảo vật bọn họ lại theo tần trần một cái trung kỳ thánh chủ trên thân thấy khó trách trước tiểu tử này có thể đối kháng hồn ma tộc tôn giả tàn hồn nếu như bọn họ có thể được tiểu thế giới này tốt biết bao nhiêu tại dạng này bên trong tiểu thế giới bọn họ chính là chỗ này thần có thể trưởng khống tất cả, thậm chí dựng dưỡng linh dược vân vân, đáng sợ đến bực nào. Các hạ, người đem chúng ta mang tới người tiểu thế giới làm cái gì, người cũng đã biết chúng ta là ai. Ám bước thánh chủ mắt sáng lên, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút tham lam, ngữ khí lạnh lùng nói ra, chúng ta thừa nhận người thực lực phi phàm, thế nhưng, chúng ta mặc dù là hư không đạo phỉ, nhưng cũng không phải là không có bối cảnh, người đã đến từ thiên giới đỉnh cấp thế lực lớn, vậy cũng biết chúng ta hư không đạo phỉ sau lưng thật đều có thiên giới đỉnh cấp thế lực chống đỡ bằng không nói sao lại ở nơi này hư không triều tịch hải ung dung tự tại nhiều năm như vậy Ám bức thánh chủ ngạo nghễ nói ra trước người cứu ta các loại chúng ta tự nhiên hết sức cảm kích chỉ cần các hạ sau này tại hư không triều tịch hải trong ta có thể bảo đảm ta hát quan đạo tuyệt sẽ không cũng bằng hữu là địch như thế nào với lại ta còn có thể vì bằng hữu dẫn tiến ta hát quan đạo thế lực sau lưng giống như các hạ bực này thiên tri kiêu tử cái thế cường giả ta ám bức luôn luôn bội phục, tin tưởng ta sau lưng thực lực, cũng rất vui lòng cùng các hạ làm bạn. Tại tần trần trong tiểu thế giới, này ám bức thánh chủ thần sắc y nguyên mang theo một chút ngạo nghế. Bọn họ hư không 18 đạo tặc có thể ở hư không triều tịch hải trong sông ra như vậy danh tiếng, cướp đoạt đều đại thương hội, sát lục rất nhiều, nhưng cũng không bị thiên giới đỉnh cấp thế lực tiêu diệt, tự nhiên là có bọn họ đặc biệt hậu trường. Khiến thần đạo đại đương ra đám người, cũng đều hít mắt, nhìn một màn này, nhưng cũng không mở miệng. Tần Trần trong lòng không khỏi cười nhạt, những gia hỏa này tại chính mình càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, còn muốn cùng mình bàn điều kiện, chưa phát giác ra quá ngây thơ sao. Ám bức thánh chủ nhìn Tần Trần không nói lời nào, lúc này cao mày, các hạ vì cái gì không nói lời nào. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Tần Trần liền khoát tay, tức khắc này ám bức thánh chủ cổ họng như là bị một cổ vô hình lực lượng ngăn chặn lại vậy, một câu nói cũng không nói được. Tại ta trong tiểu thế giới còn dám trang bức, Tần Trần vung tay lên, tức khác một cổ vô hình hỏa diễm tại ám bức thánh chủ dưới thân sinh ra, oanh, đúng là thanh liên yêu hỏa, thanh liên yêu hỏa bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm khí tức, tức khắc thiêu lấy này ám bức thánh chủ thống khổ rằng co. Vù vù, ám bức thánh chủ trên thân từng đạo quang mang chấp nháy, lại trở thành một màu đen như con rơi vậy, thống khổ dẫy ruộng. Hả, này ám bức thánh chủ cư nhiên thật có yêu tộc bức tộc huyết mạch. Tần Trần có chút kinh ngạc nói ra, động tác trên tay cũng không ngừng, chỉ là lạnh lùng nhìn chiến vương tông chủ nói, các ngươi ai còn có lời muốn nói? chiến vương tông chủ đám người trong lòng run sợ nói người đến muốn làm gì? bọn họ rất rõ ràng tại tần trần trong tiểu thế giới bọn họ chính là mặc người chém giết thịt cá một dạng căn bản không có phản kháng quyền lợi dĩ nhiên là để cho các người thần phục bản thiếu sau này vì bản thiếu làm việc tần trần cười nhạo một tiếng thôi cũng không cùng các ngươi lời thừa vạn giới ma thụ trực tiếp tại bên trong cơ thể của bọn họ hạ xuống bản nguyên đi kèm theo tần trần giọng nói rơi xuống siêu 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 vạn giới ma thụ trên rất nhiều màu đen xúc tua đột nhiên lướt ầm ầm ra trong nháy mắt xuyên thấu chiến vương tông chủ đám người từng đạo vạn giới ma thụ bản nguyên nhanh chóng dung nhập thân thể bọn họ trong có chứa tần trần một chút linh hồn khí tức để cho bọn họ theo sâu trong linh hồn đều trở thành tần trần nô bộc đương nhiên tần trần tuyển chọn nô dịch đều là một ít đỉnh cấp cao thủ ít nhất là hậu kỳ thánh chủ nhân vật còn một dạng hư không đạo phỉ cùng chiến vương tông đệ tử tần trần căn bản lười nhác nô dịch mà là để cho chiến vương tông chủ đám người trái lại đi nô dịch vạn giới ma thụ bản nguyên hết sức chân quý tần trần còn không muốn lãng phí tại một ít võ giả bình thường trên thân mà ở tần trần nô dịch chiến vương tông chủ nhóm cao thủ thời điểm hư không triều tịch hải trong một chỗ bí ẩn trong hư không bạch nhất đạo cả người tiên huyết cái bóng lặng yên xuất hiện khái khái này người bị trọng thương cả người tiên huyết đúng là hồn ma tôn giả đáng hận a à tiểu tử kia thi triển ra lôi đình lực lượng vì cái gì kinh khủng như vậy, mà ngay cả bản tôn tôn giả lực đều bị tiêu trừ. Hồn ma tôn giả ánh mắt ưng trí, tàn mát ra u lãnh sắc bén, hoàn hảo bản tôn quả đoán, trực tiếp dẫn bạo cả tòa bí cảnh, tiểu tử kia coi như là thực lực mạnh đến đâu, phỏng chừng cũng đã chết ở bí cảnh bạo tạc phía dưới chứ. chương 3437, lần thứ hai gặp nhau. Hồn ma tôn giả trong ánh mắt tỏa ra yếu ớt hàn mang. Bí cảnh bạo tạc chịu uy đáng sợ đến mực nào, Tuyệt đối có thể diệt sát bất luận cái gì hậu kỳ thánh chủ cảnh giới cao thủ cấp bậc, mặc dù cường thịnh trở lại cũng không được, thậm chí coi như là hắn cũng không có thể tại nơi bạo tạc phía dưới còn sống sót, trừ phi hắn tại thời kỳ toàn thịnh. Bởi vậy, hắn tuy là biết được tần trần thân thể phòng ngự cực kỳ khủng bố, cơ hồ không thể địch, nhưng Y Nguyên rất tự tin, tần trần nhất định không cách nào thoát khỏi. Khai khái, rõ là Tiễn Nghi tiểu tử kia, nhưng đáng tiếc, có lẽ tiểu tử kia thân thể cũng bị phá hủy, người này rõ là một cái tuyệt hảo vật dẫn a. À nếu là có thể đoạt xá, so sánh với này là thực ma tộc luyện dược đại sư thân thể đều mạnh hơn nhiều. Hồn ma hồn tôn còn đang là tần trần ngã xuống mà tiếc hận. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng may, vạn giới ma thụ loại bảo vật này sẽ không dễ dàng mẫn diệt, hẳn là còn bảo lưu lại đến, phải dành thời gian, trước tiên đem vạn giới ma thụ đoạt tới tay, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, so với bình thường hậu kỳ thánh chủ mạnh không bao nhiêu, vạn nhất bị người phát hiện, sợ rằng sẽ hết sức phiền toái. Một khi được đến vạn giới ma thụ, ta khôi phục thực lực tốc độ tất nhiên có thể gấp 10 lần, tăng lên trăm lần. Hồn ma tộc tôn giả ngồi xếp bằng trên người hắn, một cổ vô hình hồn quang tràn ra đi, hóa thành tương đạo phù văn, cổ xưa khó hiểu phù quang ở trong thiên địa lập lòe, hắn dĩ nhiên tại suy tính tần trần tồn tại, muốn cướp đoạt trên người hắn vạn giới ma thụ. Hả, có người ở suy tính ta, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, tần trần mở bừng mắt ra, trước mắt hắn, xuất hiện nhất đạo minh minh mệnh vận trường hà theo trường hà trong hắn chứng kiến một đôi âm lãnh hai mắt tựa hồ tại tìm kiếm cái gì tìm kiếm mình mà ở tần trần mở hai mắt ra trong nháy mắt ngay lập tức sẽ cùng âm lãnh kia hai mắt đối mặt cùng một chỗ hư đúng hồn ma tộc tôn giả lại vẫn dám đánh dò bản thiếu chỗ tần trần cười lạnh một tiếng thôi động mệnh vận chi thuật thoáng chốc một cổ vô hình vận mệnh lực tịch quyển ra ngoài dung nhập vào một đôi đồng tử trong bí ẩn trong hư không đang ở đoán tần trần chỗ hồn ma tộc tôn giả, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ đến, phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Mẹ kiếp, tiểu tử kia lại vẫn không có chết, hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên, mãnh liệt cảm giác nguy cơ oanh nhiễu trong lòng, cả người tê cả ra đầu, thân thể đều nhanh muốn bạo tạc. Làm sao có thể, kia loại bạo tạc, liền hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ đều có thể ngã xuống, trừ phi là siêu thoát thiên giới tôn giả cấp cao thủ, mới có thể không bị ảnh hưởng, tiểu tử này là làm thế nào sống sót. Hồn ma tộc tôn giả trong lòng hoảng hốt, kinh hồn táng đảm, hắn trong lúc mơ hồ thấy, tần trần thân ở một cái hết sức an toàn địa phương, tại ngưng mắt nhìn hắn, loại ánh mắt đó, đưa hắn cảm thấy vô tận sợ hãi, phảng phất bị thiên địa chủ nhân tiếp cận vậy. Sờ một cái cái chán, trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, ướt súng, như là kinh hồn đồng dạng. Tà môn, hồn ma tộc tôn giả trong lòng phát rét, rõ là gặp quỷ liền bộ dáng như vậy đều không còn có thể đem tiểu tử kia giết chết, hắn có thể cảm nhận được đối phương dường như đang nhìn mình chầm chầm, cũng ở đây tìm kiếm mình đây, nghĩ không ra chính mình trực tiếp tìm tới cửa. Trên đời này còn có so với cái này càng ngu sự tình sao. Đi đi đi, được mau rời đi ở đây, này hồn ma tộc tôn giả trong lòng sợ hãi, trong nháy mắt rời khỏi nguyên lai phương, cũng nữa không dám ở nơi này chờ lâu. Hắn tại trong hư không nhanh chóng bay đi, chỉ là, nơi này là nhân tộc hư không chiều tịch hải, hắn có thể đi nơi nào. Hiện tại hắn, cần gấp thu nhận đại lượng sinh mệnh cùng lực lượng đến bổ sung chính mình, tu phục thương thế, để thăng thực lực mình, thế nhưng ở đây chính là nhân tộc lãnh địa, nếu như hắn chém giết quá nhiều nhân tộc, lại không nói sẽ bị tần trần nhận thấy được, vạn nhất làm cho nhân tộc cao nhất thế lực tôn cảnh cường giả, vậy hắn liền triệt để xong. Xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp trở lại ma giới trong đi. Hồn ma tôn giả trong lòng ảo não, nếu như trước hắn không có đem bí cảnh tự bạo, thì có thông đạo trở lại ma giới trong, nhưng bây giờ, hắn muốn trở lại ma giới, đâu có dễ dàng như vậy. Hả, liền ở trong lòng hắn nôn nóng, có chút buồn bực thời điểm, đột nhiên thì, hắn mơ hồ cảm thụ được xa xa lại có nhất đạo ma tộc khí tức. Ở đây tại sao có thể có ma tộc người đây? Trong lòng hắn hiếu kỳ, nhanh chóng tới gần, nhích tới gần, hai mắt xanh biếc, hiện tại. Ma tộc người theo hắn, căn bản là đồ đại bổ. Sau một lát, hồn ma tôn giả liền tới đến huyền phù tại hư không chiều tịch hải một viên sao băng bên ngoài, đồng thời cũng thấy sao băng chỗ sâu hai bóng người, hai bóng người này lúc này chính khoanh chân tại sao băng trong một cái bí ẩn trong không gian, tựa hồ tại tu luyện công pháp gì, thấy hai bóng người này sau, hồn ma tộc tôn giả trong đồng tử tức khắc toát ra lạnh lẽo sắc bén tới. Dĩ nhiên là tiểu tử này, hồn ma tôn giả hàm răng cắn được kéo kẹt rung động, bởi vì này sao băng phía trên hai người thật đúng là ma tộc người, đúng là trước tại bí cảnh trong, về sau kịp thời rời đi ma lệ cùng xích viêm hai người. Nghĩ không ra hai người này rời khỏi bí cảnh sau, cư nhiên không có đi tới ma giới, ngược lại là ở nơi này hư không chiều tịch hải trong tu luyện. Hồn ma tôn giả trong hai mắt toát ra vô tận nồng nhiệt quang mang, hắn lúc đầu không muốn kinh động bất luận kẻ nào, có thể trong giây lát nhớ tới, ma lệ trước thôn vệ hắn không ít linh hồn chi lực, nếu là hắn bây giờ có thể đem ma lệ cho thôn vệ xuống, hắn tất nhiên có thể nhanh hơn khôi phục tu vi. Nghĩ tới đây, hắn một lòng liền trong nháy mắt kích động. Hắn mắt sáng lên sau, nhanh chóng có biện pháp siêu, hồn ma tôn giả lập tức hướng phía dưới sao băng bay đi đi, sau một lát, liền rơi vào sao băng trên. Người nào, tại hồn ma tôn giả rơi vào sao băng phía trên trong nháy mắt, ở vào sao băng chỗ sâu ma lệ cùng xích viêm liền trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại, thoáng cái xuất hiện tại sao băng mặt ngoài, thấy hồn ma tôn giả xuất hiện sau, ma lệ cùng xích viêm thức khắc thất kinh. Sư tôn, tại sao là ngươi? Ma lệ lập tức khiếp sợ nói ra, đồ nhi, vì sư cuối cùng tìm được các ngươi, khái khái. Hồn ma tôn giả cả người tiên huyết, thấy ma lệ sau tức khắc thở vào một cái, mặt vẻ sợ hãi vì sư tìm các người rõ là tìm kỹ thảm. Sư tôn, người đây làm sao? Ma lệ vội vàng tiến lên, nôn nóng nâng dậy hồn ma tôn giả, lúc này hồn ma tôn giả, hoàn toàn là hỏa ma đan thánh bộ dáng, trên thân rất là nhếch nhác, máu me đầm đìa, nhìn ma lệ đúng một trận không nỡ. Các ngươi làm sao phải rời đi trước? Vi sư tìm các người tìm kỹ khổ A, à, chúng ta hiện tại đúng triệt để không thể quay về ma giới, bất quá cuối cùng lại đoàn tụ. Hồn ma tôn giả thở dài nói ra, hỏa ma đan thánh tiền bối, này đến là chuyện gì xảy ra? Xích phim lúc này cũng đi tới trước hỏi, hồn ma tôn giả đau khổ cười một tiếng, ta đây còn muốn hỏi các người đây, ma lệ, trước chúng ta cùng nhau tiến vào bí cảnh, về sau vi sư tiến vào không gian truyền thừa, thông qua toàn bộ truyền thừa, lại tiến vào một mảnh quỷ dị không gian, còn không có phản ứng kịp phát sinh, liền lọt vào một cái quỷ dị linh hồn xâm phạm chương 3438, quả nhiên là cái kia ma đầu. Cái gì, sư tôn ngươi lọt vào một cái quỷ dị linh hồn xâm phạm. Ma lệ cả kinh, cùng xích viêm liếc nhau. Bọn họ lúc đầu đối hỏa ma đan thánh còn có chút cảnh giác, bởi vì ma lệ luôn luôn suy đoán âm lãnh kia linh hồn sẽ đoạt xá hỏa ma đan thánh sư tôn. Thật không nghĩ đến sư tôn lại nói thẳng ra, chẳng lẽ sư tôn hắn không có lọt vào đoạt xá. Hồn ma tôn giả dường như không thấy được hai người biểu tình, khổ sở nói ừ quỷ dị kia linh hồn hết sức đáng sợ, trực tiếp sẽ xâm phạm vi sư đầu, cũng may vi sư đúng luyện dược sư, có ma hỏa, với lại vi sư thậm chí thực ma tộc, ta thực ma tộc nhất mạch linh hồn cùng phổ thông ma tộc cũng không giống nhau, cực khó đoạt xá, mặc dù là như thế, vi sư cũng thiếu chút nữa đã bị đối phương cho đoạt xá, thật vất vả mới chống cự lại. Lúc đó nhất đạo linh hồn cực đáng sợ, có thể phát hiện mình đoạt xá vô vọng sau, liền trực tiếp bỏ chạy, vi sư rõ ràng sau khi tỉnh lại, trước tiên liền nghĩ biện pháp rời khỏi mảnh không gian truyền thừa lại xuất hiện tại một vùng thung lũng trong nhìn thấy Nguyệt Ma tộc người bọn họ nói hai người các ngươi đã rời đi trước lệ Nhi ngươi làm sao cũng không đợi cùng Vi sư nói đến đây hồn ma tôn giả trên mặt lộ ra một chút bất mãn toàn tức nói đúng người ở đó bí cảnh trong gặp phải cái gì bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ sư tôn ma lệ cùng xích viêm liếc nhau nói đầu Nhi tiến vào bí cảnh sau không có nghe từ sư tôn người mệnh lệnh vẫn chưa tuyển chọn khảo nghiệm thông đạo mà là cũng tuyển chọn truyền thừa thông đạo, hết lần này tới lần khác đệ tử cũng thông qua truyền thừa khảo hạch, cũng tiến vào một mảnh quỷ dị không gian, lọt vào một cái âm lãnh lực lượng xâm phạm. Cái gì, hồn ma tôn giả trên mặt ngay lập tức sẽ đúng cả kinh, bản năng lui ra phía sau một cái, mới nói người cũng lọt vào âm lãnh kia linh hồn xâm phạm. Đúng, ma lệ đau khổ cười một tiếng, đệ tử lúc đó thiếu chút nữa thì không kiên trì nổi, cũng may đệ tử từng tại vẫn thần ma vực đạt được một cái đỉnh cấp truyền thừa, mới có thể chịu đựng, lúc đó đệ tử thoát khỏi đoạt xá sau ngay lập tức sẽ trở lại trong sơn cốc muốn khuyên ngăn trở nguyệt ma tộc người rời khỏi nhưng là bọn họ không nghe theo đệ tử nói đệ tử lúc đó coi là sư tôn ngươi đã lọt vào ngoài ý muốn sở dĩ thì cùng xích viêm phải rời đi trước sư tôn thật xin lỗi ma lệ mặt đau khổ không có việc gì sư tôn có thể hiểu được ngươi hồn ma tôn giả lắc đầu khó trách ngươi sẽ rời đi trước bất quá thật ngươi rời khỏi là đúng về sau vi sư thiếu chút nữa thì ngã xuống Sư tôn, chuyện này là sao nữa? Trên người ngươi tổn thương, ma lệ lập tức hỏi. Vi sư trở lại sơn cốc sau, nguyệt ma tộc người đang cùng nhân tộc mấy đại thế lực giao thủ. Nguyệt ma tộc người hầu như đã muốn đem nhân tộc mấy đại thế lực tất cả đều chém giết. Thế nhưng trong nhân tộc, đột nhiên tới một cái đỉnh cấp cao thủ, đây một người trẻ tuổi, thực lực lại cực đáng sợ. Cái gì, đỉnh cấp cao thủ, người tuổi trẻ, ma lệ cùng xích viêm liếc nhau, thất kinh. Làm sao, hồn ma tôn giả nghi hoặc nhìn hai người. Không có gì, đệ tử chỉ là ngoài ý muốn một nhân tộc người tuổi trẻ sẽ để cho sư tôn ngươi cũng cảm thấy thực lực đáng sợ, sau đó thì sao? Ma lệ nói, về sau, tại người tuổi trẻ xuất thủ phía dưới, vi sư cùng nguyệt ma tộc người cơ hồ đều không trụ được, người trẻ tuổi kia, quá mạnh, có truyền thừa mạnh mẽ, thậm chí có tôn giả bảo khí, vi sư cũng là lần đầu tiên thấy trong nhân tộc lại có đáng sợ như thế thiên kiêu. Hồn ma tôn giả mặt hoảng sợ, lúc đó chúng ta kém điểm không trụ được, đang chuẩn bị lúc rời đi sau, ai có thể nghĩ, trong sơn cốc đột nhiên phát sinh dị biến âm lãnh kia linh hồn chắc là này bí cảnh trong viễn cổ đại năng hắn cư nhiên đã sớm bố trí xong cảm bấy phải thôn về mọi người chúng ta lực lượng đặc biệt đối phương bố trí đối với chúng ta ma tộc có cường đại tác dụng khắc chế nguyệt ma tộc người liên tục ngã xuống vi sư bằng vào luyện dược sư thân phận kiên trì đến sau cùng thời khắc quan trọng vẫn là nhân tộc trung niên người tuổi trẻ xuất thủ người này lại còn là một cái trận đạo đại sư lại phá vỡ trong sơn cốc trận pháp cảm bấy vi sư lúc đó liền nắm lấy cơ hội, tại sơn cốc phá tan cấm chế trong nháy mắt, trốn tới. Nói đến đây, hồn ma tôn giả trên mặt y nguyên có kinh hãi thế nhưng vi sư mới vừa rời đi bí cảnh không bao lâu, cũng không biết bí cảnh trong phát sinh cái gì, đột nhiên toàn bộ bí cảnh đều xuất hiện bạo tạc, vi sư vốn là trọng thương, hoảng hốt chạy trốn phía dưới, mới tránh thoát một kiếp. Đáng tiếc, bí cảnh trong tất cả, đều bạo tạc phía dưới hóa thành hư vô, người bên trong vậy cũng đều chết sạch, vi sư không dám ở. Chỗ ấy ở nhiều, trước tiên rời xa bí cảnh chỗ đi tới đi tới đột nhiên liền cảm giác được ngươi và xích viêm khí thức cho nên mới chạy tới sư tôn ngươi nói người trẻ tuổi kia có phải hay không cùng trong sơn cốc một cái tuyệt mỹ nữ tử quan hệ hết sức thân cận ma lệ đột nhiên nói gì làm sao ngươi biết hồn ma tôn giả lộ ra vẻ ngoài ý muốn hắn đây là thật ngoài ý muốn bởi vì theo hắn biết ma lệ lại chiến đấu trước cũng đã rời khỏi tại ma lệ sau khi rời đi Tần Trần mới xuất hiện, hắn hẳn là hoàn toàn không biết Tần Trần bộ dáng cùng thân phận mới đúng. Quả nhiên là cái kia ma đầu, ma lệ cùng xích viêm liếc nhau, hai người nhất tề nói ra. Ma đầu, hồn ma tôn giả càng thêm hồ nghi lệ nhi, chẳng lẽ người biết nhân tộc người tuổi trẻ. Sư tôn, đồ nhi xác định có biết người trẻ tuổi kia một ít tin tức, lại nói tiếp, đồ nhi đã từng vẫn cùng người trẻ tuổi kia đánh qua không ít giao tế đây, bất quá đó là trước đây sự tình. Ma lệ lắc lắc đầu nói sư tôn, Người bây giờ bản thân bị trọng thương, hay là trước chữa thương đi? Vừa nói, ma lệ trong tay xuất hiện một cái màu đen đan dược, đưa cho hồn ma tôn giả, nói sư tôn, đây đệ tử trước đây tại vẫn thần ma vực một cái đại năng trong di tích được đến thánh dược chữa thương, trước đệ tử cũng là dựa vào vật này, mới có thể tại ngăn cản âm lãnh kia linh hồn xâm phạm sau, tu phục thương thế, sư tôn ngươi nhanh ăn đi, ngươi ăn đi, thương thế sẽ rất nhanh khép lại. Nghĩ không ra, người còn có bực này ma đan, người quả nhiên là vi sư đổ nhi ngoan. Hồn ma tôn giả tiếp nhận đan dược, dễ nhận thấy đối ma lệ quan tâm hết sức cảm động, bất quá hắn không có trước tiên dùng, mà là nghi ngờ nói lệ nhi, ta vẫn không hiểu, ngươi là thánh ma tộc nhân, sinh ra ở ma giới, làm sao sẽ cùng thiên giới nhân tộc tiểu tử đã từng quen biết đây. Ma lệ cười, nói sư tôn, thật người trẻ tuổi kia mặc dù là nhân tộc, nhưng lại không phải sinh ra tại thiên giới, mà là sinh ra tại hạ vị diện. Hắn là đến từ một cái gọi thiên vũ đại lục chi nguyên đại lục nhân tộc. Cái gì, chi nguyên đại lục, Hồn ma tộc tôn giả thất kinh, nghe được chi nguyên đại lục ba chữ này, hắn là chân chính giật mình, chỉ là hắn giật mình còn không có rơi xuống, đột nhiên thì sắc mặt đại biến, cả giận nói lệ nhi, ngươi làm cái gì vậy? Bởi vì ngay hắn khiếp sợ trong nháy mắt, ma lệ trong đồng tử đột nhiên hiện lên một chút hàn mang, phốc suy, đôi bàn tay lại chợt hướng hắn ngực chơi qua tới. Chương 3439, giết lầm thì giết lầm. Hồn ma tộc tôn giả làm sao cũng không nghĩ đến ma lệ vậy mà sẽ đột nhiên động thủ với hắn trong khoảng thời gian ngắn kinh sợ vạn phần trong thân thể một cổ kinh khủng ma khí đột nhiên tịch quyển ra ngăn cản ma lệ công kích ầm um, đáng sợ ma khí kích động ma lệ quanh quẩn đen kịt ma khí hai tay trong nháy mắt bị hắn ngăn cản ở bên ngoài hồn ma tộc tôn giả kinh sợ nhìn ma lệ quát ầm lên đồ nhi ngươi làm cái gì vậy mà ở ma lệ xuất thủ trong nháy mắt hồn ma tộc tôn giả chỗ sâu xích viêm ma quân cũng động thủ hắn nổi giận gầm lên một tiếng trên thân đột nhiên dũng động xuất ra đạo đạo đáng sợ ma hỏa oanh những thứ này ma hỏa nhanh chóng biến ảo làm từng đạo đáng sợ ma đạo phù văn, trong nháy mắt in vào hồn ma tộc tôn giả trên thân. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn ma tộc tôn giả kinh sợ nói ra, thì triển ra ma lực, ngăn cản hai người công kích, đồng thời vừa kinh vừa sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước nói nói thật tốt, hai người sẽ đột nhiên động thủ với hắn, hắn vốn là bản thân bị trọng thương, trong lúc vội vàng, tuy là ngăn cản hai người công kích, lại nhất thời ở giữa lại không cách nào tránh thoát hai người vây khốn. Với lại, ma lệ cùng xích viêm thực lực, lại cũng vượt xa hắn dự liệu, hai người này rõ ràng chỉ là trung kỳ thánh chủ mà thôi, có thể luận thực lực, lại không thua gì với hậu kỳ thánh chủ cấp bậc cao thủ ma tộc, thậm chí tiếp cận nguyệt ma tộc tộc trưởng bực này cao thủ. Trên đời này làm sao đột nhiên nhiều nhiều như vậy biến thái nhân vật. Ma lệ nhe răng cười một tiếng nói ra ta làm cái gì. Sư tôn, không, ta vẫn gọi ngươi sư tôn tốt đây, vẫn là gọi ngươi viễn cổ ma tộc đại năng tốt đây. Đang khi nói chuyện, ma lệ trên thân đột nhiên dũng động lên từng đạo đáng sợ ma quang, những thứ này ma quang hóa thành một màn ánh sáng, đem hồn ma tôn giả thân thể từ từ trói buộc chặt, mà ma lệ trên thân càng là dũng động lên từng đạo ma khí, hướng về phía hồn ma tộc tôn giả oanh kích mà tới. Hồn ma tộc tôn giả vừa kinh vừa sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình lại có thể như vậy phát triển, với lại đối phương làm sao sẽ phát hiện thân phận của hắn. Cuối cùng, hắn đều không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Ầm, um, từng đạo ma khí nện ở hồn ma tôn giả trên thân, hắn tức khắc lần thứ hai khạc ra một ngụm máu tươi. Chỉ là hắn y nguyên mang theo kinh sợ nói ra, lệ nhi, người điên, người dám dùng loại thủ đoạn này đối phó người sư tôn, người cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, người làm cái gì? Còn không mau buông người ra sư tôn, cái gì viễn cổ đại năng, người nói nhăng gì đấy? Hồn ma tôn giả trong lòng lúc này chỉ có vô tận hối hận, hắn dưới sự khinh thường lại bị ma lệ tính toán, vốn là hắn muốn tính toán ma lệ cùng xích viêm. Ha ha ha, giả, người tiếp tục giả vờ. Ma lệ cười lên ha hả không có chút gì do dự, từng đạo ma quang liên tục hướng hồn ma tôn giả oanh kích mà tới. Thấy ma lệ động thủ không có nửa phần do dự, hồn ma tôn giả biết hắn tức giận nữa cũng là uổng công, ầm ầm hắn bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn ma lệ hỏi ngươi là làm sao thấy được. Ha ha ha, nói như vậy, người thật đúng là cái kia viễn cổ đại năng cái này đến lượt ma lệ kinh ngạc phảng phất trước hắn theo như lời đều bị suy đoán cái gì hồn ma tôn giả kém điểm không lại phun ra một búng máu người này chẳng lẽ chỉ là tại mộng ngươi ngươi thật căn bản không nhìn ra hồn ma tôn giả quả là nhanh sắp điên người này không nhìn ra động thủ cái gì a à? ha ha thật ta chỉ là có chút suy đoán xác định thật đúng là không nhìn ra nghĩ không ra ngươi ẩn giấu cư nhiên tốt như vậy ngô không hổ là viễn cổ ma tộc đại năng lợi hại đoạt xá qua ta một lần vẫn không tính là hiện tại lại muốn hãm hại ta ngươi là tại trên người tiểu tử kia chịu đau khổ tìm chúng ta muốn cân bằng đến đây đi ma lệ dữ tận nói ra về phần nhìn không nhìn đi ra lại có quan hệ gì không quản ngươi có đúng hay không sư tôn ta ngược lại ta đều muốn giết ngươi hắc hắc thôn phệ ngươi ta và xích viêm mới có thể đề thăng chính mình thiếu ở nơi này thiên giới khắp nơi chạy trốn ma lệ dữ tận nói ra người người tên súc sinh này Hồn ma tôn giả chỉ cảm thấy suy nghĩ trận trận choáng váng người táng tận thiên lương, không nhìn ra cũng dám đối với người sư tôn động thủ. Hắn vừa kinh vừa sợ, hiện tại hắn nghe được, này ma lệ thật căn bản không quan tâm hắn có phải là thật hay không hỏa ma đan thánh, dù cho hắn là thật hỏa ma đan thánh, đối phương cũng sẽ động thủ với hắn, chỉ là vì thôn vệ hắn lực lượng, đây không phải là xúc vật vẫn là cái gì. Hắn hận, hận chính mình lại muốn một cái như vậy biện pháp, sớm biết còn không bằng vừa lên đến liền trực tiếp động thủ có nắm chắc hơn đây này hỏa ma đan thánh đến tìm một cái dạng gì đồ đệ. Dụng hết tâm cơ, dĩ nhiên cũng muốn thôn vệ hắn người sư tôn này. Hừ, người cho rằng hỏa ma đan thánh để cho ta làm hắn đệ tử, liền rõ là muốn thu ta làm đồ đệ sao. Ma lệ ánh mắt dữ tợn, ta trải qua sự tình quá nhiều, này hỏa ma đan thánh trước đây thu ta làm đồ đệ xem, hắn cho là ta không biết sao. Trước đây hắn cứu ta, thu ta làm đồ đệ, là bởi vì ta tại vẫn thần ma vực được đến viễn cổ truyền thừa, đồng thời dùng viễn cổ ma linh, trở thành ma vương thân thể, với lại hắn cho là ta đúng thánh ma tộc, có thể dựa vào ta thánh ma tộc thân phận thành công tấn cấp ma tộc thượng tầng mà thôi, cái gì sư phụ tình cảm, ta nhổ vào. Vừa nói, ma lệ nhìn chằm chằm hồn ma tôn giả cười lạnh nói ta căn bản không tin tưởng trên đời này có cái gì thầy cho tình cảm, còn nữa, người không nên nói tiểu tử kia đã chết tại nơi viễn cổ bí cảnh trong. Vì sao, hồn ma tôn giả không hiểu, ha ha ha, vì sao? Ma lệ giữ tận nói ra bởi vì ta quá giải khai hắn, tiểu tử kia gọi tần trần, ta và hắn đánh qua quá nhiều giao tế, đây là một cái ma đầu, ở trước mặt hắn, ta chưa từng có chiếm được qua tiện nghi. Người nghĩ rằng ta trước tiên rời khỏi bí cảnh là né tránh ngươi sao? Không, người đây trong một cái một nhân tố quan trọng nhất, chân chính nhân tố, là bởi vì có tiểu tử kia tại A, chỉ cần tiểu tử kia tại địa phương, ta ma lệ nhất định sẽ xui xẻo. Đây là một ma đầu, ta ma lệ cũng chưa chết tại nơi bí cảnh trong, hắn làm sao sẽ chết ở chỗ ấy, Sở dĩ ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi. Hồn ma Tôn Giả tức đến muốn thổ huyết, hắn chẳng thể nghĩ tới, Ma Lệ Hoài nghi mình nguyên nhân, dĩ nhiên là chính mình nói tiểu tử kia đã chết tại bí cảnh trong. Nếu như ngươi đoán sai đây, Hồn ma Tôn Giả giận dữ hét, Ma Lệ cười ha ha một tiếng, đoán sai liền đoán sai, chỉ là giết ngươi một cái mà thôi, mặc kệ ngươi là hỏa ma đan thánh sư tôn, hay hoặc giả là viễn cổ ma tộc đại năng, giết liền giết, lại có cái gì? Hồn ma Tôn Giả vừa kinh vừa sợ nghĩ không ra tiểu tử này là một người như vậy, quá ác, giết lầm thì giết lầm, còn có chút nhân tính sao? ngươi cho rằng như người vậy thì có khả năng vây khốn ta sao? bản tôn lực lượng, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. ầm, uhm, hồn ma tôn giả trong cơ thể đột nhiên bạo phát đáng sợ sát cơ, một cổ đáng sợ thực ma lực lượng, nơi sung yếu giết ra tới. thế nhưng ma lệ trên mặt cũng là mặt kinh hoàng cũng không có, ngược lại là cười lạnh một tiếng, ngay hồn ma tôn giả trong cơ thể bạo phát lực lượng đáng sợ thời điểm trong tay hắn này mai ma đan, đột nhiên thì tan ra, một cổ đáng sợ ma khí, trong nháy mắt rót vào đến trong cơ thể hắn, tê dại hắn thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn hắn cũng bắt đầu tê dại lên, lại không thể động đậy, hắn tất cả lực lượng đều bị cầm cố lại, lại trở thành một tôn hoạt tử nhân.